tỏa và học cái cách, cái kỹ thuật để làm thế nào mình có được một cái video chất lượng ấy. Thì là bản thân Mai đã rất là tích cực để Mai làm được cái video đó. Nên là nếu như ngày hôm nay các anh chị muốn bỏ, anh đã từng bỏ 1 triệu anh đi mua cái này, các anh chị đi mua một cái, một có nghĩa là đi mua một một cái file hướng dẫn làm video về, và mình thấy nó rất khó các anh chị. Và khi mà mình 1 triệu nha các anh chị nha, và khi mà mình về xong rồi thì ánh và chiều anh là cái người mà bỏ cái video ra và rồi là đi học các anh chị, mà mình cảm thấy là mình không biết edit kiểu gì và không biết hỏi ai luôn các anh chị, mà mất những 1 triệu các anh chị, 1 triệu nha. Thế nhưng mà bây giờ khi mà các anh chị có đội nhóm của mình thì anh khuyên này, học xong rồi về các anh chị tạo một cái đội nhóm cho mình, sau đó là các anh chị làm những cái video thực chiến cùng với nhà Abena, sau đó là các anh chị tự sửa cho nhau như team Đỗ Ánh. Các anh chị đó là gì ạ? Vậy tính cho các anh chị xem, hàng ngày là team của mình là cái team mà anh em anh chị em mà sẽ kỷ luật để làm video cùng với nhau mỗi một ngày nha các anh chị. Đó các anh chị đây ạ, mình có một cái team như này các anh chị này, đây đúng không ạ, đây mình làm cho nhau đấy các anh chị. Đây sáng nay thì các anh chị là mình cũng đã hỗ trợ anh chị em là nội dung, rồi là cái cách làm video như thế nào đó, các anh chị thấy không, nộp bài đấy các anh chị đây này, đó nộp bài cho nhau và tất cả cùng sửa cho nhau các anh chị, tất cả cùng sửa cho nhau. Nên là bây giờ ấy, nếu như các anh chị mới xuất hiện mới bán hàng đúng không, và các anh chị không muốn bị Facebook bóp tương tác, thì anh khuyên chân thành nếu như bây giờ mình không thật sự nghiêm túc mình làm video á, thì mình sẽ thấy là cái cuộc cạnh tranh bán hàng trên Facebook nó rất khó khăn. Ở bên ngoài các anh chị học mất tiền triệu đúng không, học xong không ai chỉnh sửa, content thì mình bởi vì là có thể biết được kỹ thuật, nhưng đôi khi các anh chị bí ý tưởng để các anh chị làm những cái video đó đúng không ạ. Thì hôm nay trước khi mà vào cái phần nội dung là chị Hồng Anh sẽ hướng dẫn kỹ thuật và anh sẽ chỉnh sửa cái phần kỹ thuật đó cùng với các anh chị nữa, thì anh sẽ chỉnh sửa lại các anh chị, giúp các anh chị hình dung được cái câu chuyện là nhà Abena thì quá nhiều đây các anh chị. Đây đây ạ, ví dụ đây, những cái nội dung này đừng đăng đơn thuần, các anh chị hãy biến những cái nội dung này thành video, một lần gọi khô đúng không, một lần gọi khô mà sạch như 6 bước khấp gọi, không dùng nước mà hết bết đầu ngay lập tức, và bạn sẽ ngất ngây khi bạn đang ngất ngây với những buổi tiệc tối khuya, nhưng nhất định là phải có mặt vào công ty của ngày hôm sau. Vậy có cách nào sạch thật nhanh cho những cô nàng không muốn đi muộn không? Thì thay vì là các anh chị đăng cái này đúng không ạ, và các anh chị đăng một ảnh này, thì tại sao các anh chị không biến cái này, nó chỉ khoảng chưa đầy 1 phút, nó chỉ khoảng 1 phút 15 giây thôi, nếu đọc hết cái này cả đọc chậm cả nhấn mạnh thì nó chỉ khoảng 1 phút 15 giây các anh chị, được không các anh chị. Thì các anh chị thấy rằng là thay vì các anh chị đăng như thế này không có ai người ta làm sao ạ, người ta mua, các anh chị chỉ cần luyện tập được không ạ, và dùng kỹ thuật ngày hôm nay chị anh chị sẽ chỉnh sửa từng ly từng tí, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 như thế nào cho các anh chị, thì các anh chị sẽ thấy được là gì ạ, cái cách này nó rất là hay đúng không ạ. Và các anh chị làm đi làm lại, đây là một cái sản phẩm mà anh nói thật với các anh chị là mở phễu rất là tuyệt vời đó. Thì các anh chị đăng lên đúng không ạ, không bị bóp tương tác, tăng lượt tiếp cận các anh chị, ví dụ như cái video mà anh đăng lên có được đến ít nhất là 500 lượt xem, thì theo các anh chị ạ, một cái bài sản phẩm các anh chị đăng lên thì các anh chị bỗng dưng các anh chị thấy là các anh chị cô đơn đấy lạ thường đúng không, có nghĩa là lượt xem ít, lượt tương tác ít, nhưng một video các anh chị thử tưởng tượng đi ạ, hiện tại là nó sẽ gấp khoảng, nó sẽ gấp bao nhiêu, 20 lần số lượng anh chị em ở trong cái Zoom này, thì các anh chị thấy rằng nó có tuyệt vời không. Tại sao mà Mai đăng lên bây giờ nhé, cùng cái nội dung đó Mai đăng bài ấy, sản phẩm sẽ chẳng có ai xem, nhưng mà Mai nó chỉ chuyển đổi đúng một cái đoạn văn bản đó, hôm trước anh có chia sẻ đó, lập tức là Mai đã có thể ra đơn được. Vì sao? Vì dòng sản phẩm của Abena ấy thì nó là một cái dòng sản phẩm mà cho anh hỏi ở trong này, tất cả chị em phụ nữ mình có ai không dùng đến dung dịch vệ sinh không, đúng không ạ, có ai không dùng đến băng vệ sinh không, có ai không dùng đến dầu gội sữa tắm không các anh chị nha, các anh chị nha. Và nhà Abena đang có một cái chương trình, một cái cuộc thi làm video, các anh chị hãy nhớ một điều là cái sự kỷ luật làm video nó cực kỳ quan trọng các anh chị nhá, nó cực kỳ quan trọng luôn. Và nếu ngày hôm nay mình đã xác định mình đi kinh doanh ấy thì ngồi nghiêm túc hơn các anh chị, bật cam đi các anh chị, ngồi nghiêm túc lên ạ, bởi vì chính cái thái độ học tập của mình nó sẽ quyết định đến kết quả kinh doanh của mình các anh chị. Các anh chị comment đi ạ, thái độ học tập liên quan là gì, nó sẽ cho ra kết quả kinh doanh các anh chị. Không có một người nào đúng không ạ, ngày hôm nay nằm ngả ngón, ngày hôm nay nằm gọi là gì, ngồi nghe cho có, mà các anh chị lại muốn rằng các anh chị bán được nhiều đơn, các anh chị không có được các anh chị. Bản thân Đỗ Ánh cũng vậy luôn các anh chị nhá, bản thân Đỗ Ánh luôn các anh chị,
Thì các anh chị thấy rằng làm sao ạ? Cái thái độ học tập của mình, cái sự lắng nghe của mình, các anh chị nó sẽ quyết định đến cái kết quả thành công của các anh chị. Và bản thân anh cũng vậy luôn các anh chị, bản thân anh cũng vậy luôn. Bản thân Đỗ Ánh ngày hôm nay cũng đang trên hành trình để mình hoàn thiện M3, mình cũng đang trên hành trình để 2024 mình sẽ hoàn thiện M6 các anh chị. Được không ạ? Vậy thì nếu như anh đi học ngả ngón, không ghi chép, đúng không ạ? Không tương tác, thì theo các anh chị liệu rằng mình có được cái kết quả như vậy không, và liệu rằng là gì ạ? À, khách hàng hay đối tác của mình họ có tin tưởng mình không các anh chị? Nên là yếu tố với Ánh là gì ạ? Cái tư duy của mình nó quan trọng hơn cách làm. Nếu như mình thấy rằng ngày hôm nay mình muốn thay đổi doanh số của mình muốn thay đổi kết quả kinh doanh của mình, thì cái việc rất quan trọng đó là gì ạ? Nhất định phải làm video các anh chị. Các anh chị comment đi ạ. Các anh chị mình cùng comment được không ạ? Nhất định phải làm video. Trong này có chị Hà đúng không ạ? Có chị Hà và Tuyết Mai. À, chị Hồng Anh thì đương nhiên rồi, đều là những người luôn luôn nói với Ánh rằng là gì, cam kết. À, chị Hà trong này đúng không, tí chứ có thể giao lưu với chị Hà. Chị Hà nói với Ánh là Ánh ơi, bây giờ chị cam kết với lại mentor, ngày nào chị cũng sẽ làm video, ngày nào chị cũng sẽ làm video. Ánh bảo rồi, không quan trọng là ngày mưa hay ngày nắng, không quan trọng là buồn hay vui, không quan trọng là gì mệt hay không mệt, không quan trọng là giọng mình hay không hay, mình đã cam kết kỷ luật mình làm video, nhất định mình sẽ phải hoàn thành video các anh chị, đúng không ạ? Bằng mọi cách. Nếu ngày hôm nay mình nếu như ngày hôm nay các anh chị mà mình mặt của mình nó thần thái chưa tốt lắm, thì theo quan điểm của anh là các anh chị hãy nên lồng tiếng. Và chút xíu nữa chị Hồng Anh sẽ hướng dẫn các anh chị kỹ năng lồng tiếng các anh chị nhá, kỹ năng lồng tiếng các anh chị. Rồi vậy thì những anh chị em nào mà anh có thể nhờ các anh chị được một lần nữa không ạ, truyền thông tiếp tục cái đường link này, rằng là nếu bạn muốn thay đổi doanh số, nếu bạn muốn thay đổi cái cuộc chơi bán hàng, thì bạn nhất định phải có mặt trong cái buổi ngày hôm nay đó, cầm tay chỉ việc hướng dẫn các anh chị chi tiết để làm một cái video như thế nào. Thì các anh chị, những anh chị em nào ạ, có thể là gì, Ánh nhờ cái cánh tay nối dài của các anh chị được không? Hãy làm thế nào truyền thông cái đường link này, nói với đội nhóm của mình rằng nếu như bạn đang đăng bài không có kết quả, nếu như bạn đang không có khách hàng tiềm năng, nếu như bạn đang không có khách hàng lạ nào mua hàng của bạn, thì nhất định bạn không thể bỏ lỡ cái video, cái Zoom ngày hôm nay được các anh chị. Bởi vì Zoom ngày hôm nay không chỉ là Zoom tư duy, mà còn là Zoom cầm tay chỉ việc cho các anh chị. Bây giờ không thể nào mà ngồi chơi được nữa rồi các anh chị, đúng không ạ? Chúng ta có sản phẩm chất lượng, có content sẵn rồi, có hướng dẫn video cầm tay chỉ việc, thì tại sao chúng ta lại không làm? Các anh chị có cam kết là chúng ta làm không? Đúng không các anh chị? Các anh chị có cam kết làm không ạ? Bây giờ là phải cam kết, thì các anh chị có cam kết làm không các anh chị? Quyết tâm ngày hôm nay. Đây ạ, chị Tình, chị Bùi Tình ở trong cũng là team Đỗ Ánh luôn, cũng là một giáo viên các anh chị. Nhờ các anh chị nhá, cũng là một giáo viên, Ánh nói rồi, không quan trọng là cái video đó nó có xuất sắc hay không, nó có hoàn hảo hay không, Ánh chỉ quan trọng là chị có làm hay không. Được không các anh chị? Anh chỉ quan trọng là các anh chị có cam kết được các anh chị làm hay không. Bởi vì cái điều mà các anh chị làm nó quan trọng hơn là gì ạ? Là cái thành quả mà cái video này mang lại. Bởi vì cái thành quả nó đến từ quá trình. Được không ạ? Thế nhưng để có thành quả thì nó lại đến từ gì ạ? Cái hành động mỗi một ngày của các anh chị. Nhà các anh chị, nên các anh chị xem những cái video của Đoạn ấy, thì các anh chị thấy rằng là giọng rất khàn. Có những hôm giọng rất khàn. Đúng không ạ? Có những hôm gương mặt cũng gọi là không phải là lúc nào cũng năng lượng full 100% các anh chị. Nhưng mà anh đã làm là anh ạ. Các anh chị, anh đã làm là anh làm các anh chị. Và mình xác định mình làm cho mình. Bởi vì làm sao ạ? Anh đã làm từ những cái video mà chị Lan anh có biết không? 2 năm trời Facebook nó nhắc lại, thì mình thấy có 13 người xem chị Lan anh. Để em có được 5.000, 6.000, mười mấy nghìn người xem, thì em đã trải qua những cái video chỉ có 13 người xem. Và em đã chụp lại cái lời nhắc đó. Và em nói với chính mình rằng anh ơi, cảm ơn bạn vì ngày đó bạn đã kiên trì cho đến bây giờ. Các anh chị có tin không ạ? Và em đã chụp lại một cái live stream mà cách đây mới mới làm thôi ạ. Em nói đến 15 phút vẫn chỉ có 2 mắt xem. Các anh chị tin không ạ? Em nói đến 15 phút trên live stream mới chỉ có 2 mắt xem. Và em vẫn rất vui, em vẫn rất năng lượng, và các anh chị biết kết quả thế nào không ạ? Đó là một cái live stream đó em chốt được 2 đại lý. Kết thúc live stream rồi, có 2 bạn nhắn tin là chị ơi, cho em kinh doanh mùa Tết cùng với chị với. Và em đã chốt được 2 đại lý thông qua cái live stream đấy. Vậy thì nếu như, đúng không ạ, mình nhìn thấy không có ai xem mình và mình tắt đi, đúng không? Đúng không ạ? Thì thật sự là mình đã thua rồi các anh chị. Mình đã thua luôn. Và em kể với các anh chị luôn là trong cái buổi Zoom ngày hôm nay đó là sáng nay em kể với team em đấy ạ, là em có một cô em họ làm luật sư. Các anh chị tự động nhắn tin cho em là à chị Ánh ơi, em về quê em thấy rằng là à, các cô các bác nói là dạo này chị đang kinh doanh cái gì đó à, bận rộn lắm à, hiệu quả lắm à, em cũng đang muốn khởi nghiệp kinh doanh, chị giúp em với được không? Các anh chị thấy không ạ? Vậy thì nếu như mình không kiên trì, nếu như mà mình không nỗ lực các anh chị, thì liệu rằng người ta có
người ta có muốn kinh doanh cùng với mình không các anh chị? Và khách hàng của chúng ta cũng vậy luôn, khách hàng của chúng ta cũng vậy luôn ạ. Vậy thì cho anh hỏi trong này, có anh chị em nào mà từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ mình chưa bán được cho một khách hàng lạ nào không ạ? Các anh chị, anh hỏi các anh chị là từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ mà các anh chị nào chưa bán được cho một người lạ nào, người lạ hoàn toàn nhá, các anh chị có còn số không, đúng không ạ? Còn những anh chị em nào đã bán được cho bao nhiêu người lạ rồi, một người, hai người, ba người, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín người, thì các anh chị có mở nữa không, các anh chị có mở nữa không ạ? Nhà các anh chị rồi, ok ạ. À, vừa rồi chị Lan Anh có hỏi chị Hà đúng không? Chị Hà chính là người đến liên qua profile qua video đó. Thế chị Hà sẽ chia sẻ. Chị Hà, chị không hề có một ý tưởng gì đi kinh doanh online. Các anh chị nhá. Nhưng mà 2 tháng trời chị follow anh, cũng như là một ngày đẹp trời chị bắt gặp video của anh. Và chị thấy là cái bạn này cũng khá là thú vị ấy, báo là chị follow. Sau đó là ngày nào chị cũng bắt gặp video của anh luôn và chị tò mò các anh chị. À chị tò mò không hiểu mình là ai, mình như thế nào mà tại sao mà mình năng lượng thế. Đúng không chị Hà? Và cuối cùng là chị Hà nhắn tin là em ơi, à, chị có biết là em qua video á, chị cũng thấy khá là hay, em hướng dẫn chị kinh doanh với. Vậy là đến bây giờ chị Hà làm sao ạ? Đã trở thành một đồng đội rất tuyệt vời của đội ánh luôn các anh chị. Đúng không ạ? Giao Châu tháng này cốt 1 thì cũng đến với anh qua profile cá nhân luôn các anh chị. Tất cả đến với đội ánh đều qua video. Vậy thì các anh chị có muốn các anh chị làm video để thay vì các anh chị phải đi kết bạn với khách hàng, thì khách hàng sẽ tự động follow các anh chị, kết bạn lại với các anh chị mà mua hàng của các anh chị không? Các anh chị có muốn điều này không ạ? Anh nói chân thành, các anh chị có muốn điều này không? Các anh chị mình có muốn cái điều này không các anh chị? Mình có muốn không ạ? Các anh chị có muốn? Anh nói chân thành luôn đấy ạ. Bởi vì anh chị em nào ở trong team lúc ánh thì đều biết nhá, là cái việc mà anh nhận được những cái tin nhắn là chị ơi, à, chị đang kinh doanh dropy hả? Chị cho em kinh doanh với. Nói thật là các anh chị, 1 tháng anh tuyển được từ 5 đến 10 đại lý là bình thường. Và thay vì anh phải đi xin chị Lan Anh ơi, à, em xin giới thiệu về dropy, chị kinh doanh em với, no. Đúng không ạ? Mình đã đạt đến một cái ngưỡng, đó là thay vì mình đi cầu xin người ta kinh doanh với mình, thì bây giờ là gì ạ? Họ muốn nhắn tin với mình, chị ơi, em thấy chị chia sẻ video hay quá, dropy là gì vậy, chị giúp em kinh doanh với. Các anh chị, nó đến từ cái câu chuyện đó đấy ạ. Đúng không ạ? Bạn Hoa, bạn Trịnh Hòa nhá, đến với anh hôm qua profile, các anh chị có biết là bạn ấy vào dropy đến là bao nhiêu ngày? Chắc được khoảng 15 ngày không? Hai, được 15 ngày. Các anh chị có biết là doanh số cái point hiện tại bạn được bao nhiêu? Bạn đã được 15 triệu point. Mà bạn này cũng đến với anh qua video luôn. Cũng đến với anh qua video luôn. Có nghĩa là chia sẻ thật với các anh chị là ngày hôm nay nhá, nếu như mình không thật sự làm video á, thì các anh chị sẽ vô cùng chầy chật với cái câu chuyện bán hàng. Và các anh chị đừng mơ cái câu chuyện là các anh chị đang đơn thuần mà các anh chị tuyển được nhiều người các anh chị. Thì không biết là các anh chị có khát khao ngày hôm nay là chúng ta cùng với nhau, đúng không ạ? Chúng ta hãy coi video giống như một món ăn tinh thần hàng ngày. Chúng ta hãy coi video giống như cái việc luyện tập hàng ngày không ạ? Và chúng ta hãy coi video giống như là cái sự kỷ luật hàng ngày không các anh chị? Các anh chị có sẵn sàng làm cái điều đó không ạ? Bởi vì bản thân anh từ một cái người không có một người nào follow. Và chắc chắn rồi, thế chả có một nhà PDP nào đúng không ạ? Dám mời anh lên chia sẻ với các anh chị. Nhưng mình từ một cái Facebook không có một người nào theo dõi, lên tới 18.000 người theo dõi các anh chị. Ok không các anh chị? Và cái tỷ lệ chuyển đổi cực kỳ cao đến từ video. Bởi vì tất cả những cái người đến với anh ấy, như chị Hà này. Chị Hà đến với anh là anh khi anh ấn kết bạn, khi mà anh vào Facebook cá nhân của chị Hà, hai người vẫn đang là ở cái tình trạng là thêm bạn bè, có nghĩa là chưa có sự kết bạn với nhau các anh chị nhá, chưa hề có sự kết bạn với chị Hà từ trước đấy luôn, chưa hề có sự kết bạn với lại chị Phương Mỹ từ trước đấy luôn các anh chị. Ok không các anh chị? Vậy đến từ đâu? Đến từ video, đến từ video. Và nếu như ngày hôm nay mình không nghiêm túc mình đi làm cái này, anh nói thật với các anh chị, nó tiếc nuối vô cùng các anh chị. Vì sao chị Anh có kệ, chị Anh có nói với anh là có những cái video của chị 13.000 lượt xem đúng không? Đúng không ạ? Nói thật với các anh chị nhá, nếu chị đăng bài thì chả khác gì chị đang cảm nhận thấy chị đang cô đơn với cái cuộc đời. Đây chị Hà chị đang comment đấy ạ, đúng không ạ? Và tí xíu nữa còn thời gian các anh chị giao lưu với chị Hà mà xem. Chị Hà chị nói từ một cái nhân, chị đang là cán bộ phòng công chứng, chị không hề có một cái khái niệm chị đi kinh doanh online hay gì đâu các anh chị ạ, đúng không ạ? Nhưng mà vì ngày nào cũng bắt gặp cái video của đội ánh các anh chị, 2 tháng trời chị follow ánh 2 tháng trời và ngày nào cũng tiếp cận với video của ánh các anh chị nha. Và cuối cùng chị bị hạ gục các anh chị, cuối cùng chị bị hạ gục bởi cái câu chuyện là không thể nào mà có thể là cưỡng lại được cái sức hút từ những cái video của bạn này nữa rồi. À đúng không? Đúng không chị Hà? Chị Hà comment cho anh chị em ở đây có thể là gì ạ? Chứng thực cái điều này được không ạ? Là nói thật với các anh chị là bản thân anh là một cái người mà có được cái tỷ lệ chuyển đổi. Trong khi mà anh chị khác lấy lý do tôi đợi tôi nói giỏi đã, tôi đợi tôi có giọng nói hay đã, đúng không ạ? Tôi đợi tôi có tinh thần đã, rồi tôi đợi tôi có động lực đã thì các anh chị mới làm. Thì anh vẫn làm. Vì anh có một cái quan điểm ấy, các anh chị cùng ghi nợ. Tôi sẽ làm cho đến khi tôi giỏi nhất, chứ tôi lại không đợi tôi giỏi tôi mới làm các anh chị, đúng không ạ? Tôi sẽ làm
cho đến khi tôi giỏi nhất, chứ tôi lại không bao giờ tôi giỏi tôi mới làm. Bởi vì làm sao, tôi có làm đâu mà tôi giỏi các anh chị, tôi có làm đâu mà tôi giỏi, đúng không? Anh đã làm những cái video mà thề với mọi người là nhiều khi mình xem lại anh bảo nhỉ, sang ngày đó cũng kiên trì ha, cũng dày mặt ha, cũng làm những cái video giống kiểu như làm bất chấp của các anh chị, làm những bất chấp các anh chị nha. Nên là ngày hôm nay khi mà bản thân anh thấy rất là tiếc, tiếc ở cái câu chuyện là video đó là một cái lợi thế tuyệt vời các anh chị mà lại không làm, mà lại không làm, xong rồi than phiền rằng là tại sao em đăng bài hoài không có ai mua. Có những anh chị đăng 4 ngày, em ơi có lẽ anh không có duyên kinh doanh với Dropy em ạ, anh thấy bán hàng khó quá. Các anh chị, anh bảo nếu mới có 4 ngày mà anh đã bán được hàng rồi thì em thấy anh em phải gọi anh là gì ạ, là sư phụ luôn các anh chị, đúng không? Và nhất lại đăng bài nữa thì người ta lại càng cảm giác là làm sao các anh chị, người ta rất sợ bị bán hàng. Nhưng khi người ta xem một cái video và người ta thấy các con người các anh chị, có nghĩa là nó truyền tải được một cái thông điệp các anh chị, thì người ta sẽ cảm nhận thấy làm sao, thấy hay. Và các anh chị hôm trước ạ, những anh chị em nào xem video của Tuyết Mai rồi ạ, thì bản thân Tuyết Mai trước đấy nhá, là Mai cũng không dám làm video, Mai cũng không có cái kỹ năng làm video, nhưng mà nhờ cái câu chuyện là Mai rất chịu khó đi học những cái video của anh. Hôm nay khi mà anh gửi đường link, Mai bảo là em sẽ đi học thêm mentor, em sẽ đi học thêm mentor. Vậy thì các anh chị có muốn được xem lại cái video này của Mai không ạ? Anh chị em nào mình muốn xem lại cái video này của Mai để các anh chị thấy rằng là cái tỷ lệ chuyển đổi nó rất là tuyệt vời không các anh chị? Anh chị em là muốn xem lại video này của Mai không các anh chị? Thì các anh chị comment đánh bật lại cái video này của Mai và chúng ta cùng lắng nghe cái video này nha các anh chị. Ok các anh chị, đâu rồi ạ? Các anh chị thấy tuyệt vời không? Các anh chị ta cùng xem lại nhá. Nhá các anh chị. Đây. Một cái video rất tuyệt vời các anh chị đây. Nếu bạn đang là nhân viên văn phòng từ sáng tới chiều hay tất bật với lũ nhóc, bạn trong các anh chị đánh anh xem là cái này đó, nghe được chưa? Ok rồi. Tình trạng viêm ngứa tại thì bạn đang trong tình trạng viêm ngứa tại thì tái lại gây khó chịu suốt ngày dài. Nếu bạn đang là nhân viên văn phòng từ sáng tới chiều hay tất bật với lũ nhóc, với mớ công việc ở nhà, chịu những ngày khó ở ẩm ương, đang chăm sóc bé sơ sinh phải nằm một chỗ, bạn có muốn hôm lưng 24 giờ ngăn ngừa 99% vi khuẩn thì không thể bỏ qua video này đây. Bí thuật pH vàng 4.0 lan tỏa hệ sinh thái, không chỉ là một dạng nước rửa đơn thuần, Abena còn khiến hàng triệu người phụ nữ tin yêu và lựa chọn bởi độ xịn sò của em này. Thứ nhất, với công thức độc đáo loại bỏ 99% vi khuẩn và khử mùi hôi, mang lại cảm giác sạch thoáng thoáng mát, giúp chị em phụ nữ tự tin 24 giờ. Thứ hai là sử dụng những tinh chất tự nhiên thuần chay được kế đặc biệt làm giảm viêm ngứa, duy trì và cân bằng độ pH tự nhiên. Thứ ba là chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm, cung cấp nước và làm mềm, tạo cảm giác mềm mại mịn màng mà không bị khô rát. Mong muốn cả ngày thoáng sạch không hôi thì bỏ ngay em này, vô cùng tiện lợi. Abena Intimate Care, bột vệ sinh số 1 Đan Mạch, ngăn mùi, ngăn tái viêm nhiễm, khử khuẩn suốt 24 giờ, không paraben, không màu, không mùi. Sản phẩm được ưa chuộng bậc nhất tại Đan Mạch và đã có mặt tại Việt Nam. Abena Đan Mạch, thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Âu. Các anh chị nghe xong các anh chị thấy sao? Các anh chị nghe xong các anh chị thấy thế nào? Ok không các anh chị? Vậy thì rõ ràng nếu chúng ta đăng đơn thuần cái bài đó, đúng không ạ? Thì các anh chị đã thấy rằng là cái tương tác nó rất là thấp, đúng không ạ? Nhưng mà bạn ấy Mai nói với anh rằng là em biết là giọng em còn rất chua, em biết là giọng em còn chưa hay, nhưng cái vấn đề anh nói rằng em đừng suy nghĩ đến cái điều đó, bởi vì chưa chắc là cái giọng chị mọi người đã thích, đúng không ạ? Tất cả mọi cái lý do các anh chị đưa ra nó đều là hù dọa các anh chị. Giọng mình chưa hay, mặt mình chưa xinh. No, các anh chị no. Các anh chị đừng suy nghĩ như vậy. Khách hàng người ta quan tâm, người ta thấy ngưỡng mộ những cái con người mà dám xuất hiện thật. Bởi vì chúng ta có sản phẩm thật, chúng ta dám xuất hiện thật, đúng không ạ? Chúng ta dám lan tỏa giá trị thật. Abena, sản phẩm số 1 đến từ Đan Mạch các anh chị. Vậy thì nếu như là bài viết đơn thuần, thì theo các anh chị có cảm nhận thấy là mình đăng lên mà không có ai like không? Đúng không ạ? Các anh chị đăng lên mà không có ai like không? Nhưng một cái video đó của Mai nó tiếp cận từ 500k đến 1.000 lượt xem. Và nếu được các anh chị hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta làm liên tục không ạ? Điều gì sẽ xảy ra?
Các anh chị sẽ trở thành một địa chỉ để những người phụ nữ đang bị những vấn đề như vậy, họ sẽ follow các anh chị. Và các anh chị làm liên tục, liên tục, liên tục thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng gì ạ? Hiệu ứng dừng các anh chị. Hiệu ứng niềm tin. Đúng không ạ? Hiệu ứng tin tưởng. Lúc đó người ta bảo, em ơi, cái sản phẩm này giá bao nhiêu? Em ơi, cái sản phẩm này, ví dụ như là chị đang bị thế này, thế nào, có dùng được hay không? Nhưng nếu như mình chỉ đăng bài đơn thuần, thì cái hiệu ứng này nó sẽ lan tỏa rất thấp các anh chị. Bởi vì cái dạng bài này nó sẽ thuộc về dạng bài sản phẩm. Nên là Facebook nó sẽ đánh giảm cái tương tác, bởi vì cái thời gian mà người ta ở lại trên cái bài viết đó nó không có. Cái tương tác trên bài viết đó nó lại cũng không có nốt nữa các anh chị. Thì chắc chắn là cái tỷ lệ tiếp cận nó sẽ rất là thấp. Ok nha các anh chị. Rồi, về các anh chị thấy rằng là Mai đăng có mỗi một cái video thôi đúng không? Là đã chốt được một cái đơn hàng rồi. Vậy thì bán hàng bây giờ là mình cần phải nắm được xu thế. Và thay vì anh nói rồi đấy các anh chị, là các anh chị đang phải đi học rất nhiều tiền với cái nội dung này, thì tại Dropy và tại Avina các anh chị đã được hỗ trợ đúng không ạ, một cách rất là gì ạ, cầm tay chỉ việc với các anh chị ở cái phần nội dung đằng sau luôn. Và bây giờ anh sẽ giúp các anh chị hình dung này, đó là bây giờ mình nhà cung cấp Avina thì đã có những cái cụ thể về content rồi các anh chị nhà, các anh chị nhà, và các anh chị chúng ta cùng nhìn tới đây các anh chị này, anh muốn chia sẻ với các anh chị đó là theo Animoto các anh chị, 90% khách hàng người ta nói rằng video của sản phẩm giúp họ đưa ra cái quyết định mua hàng. Đúng không ạ? Còn Forbes chia sẻ là gì ạ? 64% nói rằng việc xem video của các nhãn hàng hoặc là các cái video liên quan đến sản phẩm khiến họ có nhiều cái khả năng nhanh chóng đưa ra cái quyết định mua sắm hơn các anh chị nhé. Các anh chị nên nhớ một cái điều như này. Người ta nói rằng là gì? Đến 90% khách hàng nói rằng là video giúp họ đưa ra quyết định mua hàng dễ hơn. Và 64% người ta nói rằng việc xem video của các nhãn hàng và các cái video liên quan thì sẽ giúp họ lựa, khiến họ có nhiều khả năng nhanh chóng đưa ra quyết định mua sắm hơn rất nhiều so với bài viết thông thường các anh chị. Nha các anh chị nha. Và các anh chị thấy đây ạ. Đúng không ạ? Dễ tiếp cận khách hàng là cái công cụ truyền thông điệp số 1 vào đây ạ. Bạn đây là bạn Việt Anh ở team Ánh. Là một người công nhân thôi ạ. Nhưng mà từ lúc mà Việt Anh làm rất nhiều video thì Việt Anh nói rằng đây các anh chị thấy sao? 737 lượt phát, có nghĩa lượt xem các anh chị, lượt phát lại đi ạ. Lượt xem lại các anh chị nha. Và Facebook nói gì? À bạn đang làm tốt lắm. Thế nhưng nếu các anh chị đăng cái bài này, đăng bài sản phẩm không thông thường ấy, thì Facebook nó sẽ cho các anh chị một cái câu gì ạ? Bạn đang vi phạm tiêu chuẩn chính sách cộng đồng của chúng tôi. Và Mai hôm nay đúng không? Mai nói với Ánh rằng là chị Ánh ơi, tin vui đấy các anh chị nhá. Chính Mai người nói với anh chị Ánh ơi, Facebook cá nhân của em đã lấy lại được lượt tương tác. Vì trước đấy làm sao ạ? Là Facebook cá nhân của Mai đăng rất nhiều những bài bị mất tương tác. Và thấy một điều rằng là chị Ánh ơi, Mai nói với Ánh ơi, em không hiểu sao mà bây giờ Facebook cá nhân của em bị mất tương tác. Đơn giản là bởi vì cái thuật toán Facebook ấy, nó tính toán được cái câu chuyện giá trị của cái Facebook đối với người dùng của nó, và khả năng nó sẽ cho ra khả năng phân phối các anh chị. Nhưng từ ngày mà Mai làm nhiều video, khách hàng xem nhiều hơn, đúng không ạ? Lượt tương tác tốt hơn, thời gian người ta ở lại xem video nhiều hơn, có nghĩa là trên 3 giây đấy ạ. Đúng không ạ? Hoặc 5 giây hoặc xem hết, thì Facebook đang đánh giá lại giá trị thang điểm của cái Facebook này với cái trải nghiệm người dùng của nó trên Facebook. Vậy thì các anh chị ngày hôm nay các anh chị muốn ngồi yên hay các anh chị muốn hành động? Các anh chị muốn ngồi yên là các anh chị muốn hành động các anh chị. Đúng không ạ? Và có một cái nguyên tắc rất tuyệt vời trong Facebook, trong kinh doanh Dropshipping, đó là hãy follow những người hành động. Các anh chị follow Đỗ Ánh, các anh chị thấy rằng ngày nào anh cũng đăng bài đều đặn. Ngày nào mình cũng ra video đều đặn các anh chị. Đúng không các anh chị? Và đó là lý do vì sao mà mình lại có cái tỷ lệ chuyển đổi nó cao, là vì làm sao? Mình là một cái người làm rất nghiêm túc. Và khách hàng để người ta rút ví tiền của người ta sẽ chi trả cho các anh chị. Thì người ta cũng đòi hỏi các anh chị nó rất là gì? Rất là lớn về cái câu chuyện là bạn có đang thật sự nghiêm túc với cái sản phẩm bạn muốn chia sẻ với tôi hay không. Vậy là các anh chị hành động hay là các anh chị sẽ như thế nào? Nhà các anh chị hành động hay là các anh chị sẽ ngồi yên là các anh chị? Đó, ok. Vậy thì các anh chị lưu ý này nhá các anh chị nhá. Đây ạ. Cái yếu tố rất quan trọng của các anh chị là gì ạ? Các anh chị hãy chuẩn bị những cái công cụ này trước khi chị Hồng Anh và Đỗ Ánh sẽ đồng hành với các anh chị. Công cụ nhá. Các anh chị cần phải chuẩn bị sẵn ạ. Đó chính là gì ạ? Các anh chị tải ứng dụng quay chụp Gutacam ạ. Biểu tượng ở dưới này đi ạ. Đúng không? Ứng dụng CapCut ạ, biểu tượng góc bên trái. Ứng dụng TikTok, biểu tượng ở gì ạ? Ứng dụng CapCut thì các anh chị đây, ở góc bên phải này các anh chị. Và chúng ta lưu ý rằng khi xác định quay video, chuẩn bị một chiếc điện thoại đầy pin, một không gian yên tĩnh, phông nền sau và xung quanh sạch đẹp và một cái tinh thần năng lượng các anh chị nhé. Làm video ấy, hãy bỏ qua tất cả những cái tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày của mình, sẵn sàng là một cái video tươi mới nha các anh chị. Tươi mới á. Các anh chị chuẩn bị cái này chưa các anh chị? Yếu tố tiếp theo ạ là các anh chị xác định content của nhà Avena, xác định một cái content nào mà mình thấy là phù hợp với thời gian, không gian cũng như định hướng kinh doanh của mình.
Và các anh chị lưu ý á, đọc ít nhất 5 lần. Các anh chị đọc ít nhất 5 lần nhé, để hiểu được cái nội dung. Sau đó các anh chị đọc tiếp 5 lần để các anh chị tạo cảm xúc và nhuần nhuyễn với cái video đó, cái đoạn content đó. Và yếu tố thứ hai là các anh chị xác định giọng đọc. Nếu các anh chị theo dõi cái video vừa rồi của Mai ấy, thì Mai đã áp dụng rất tốt những cái giọng đọc đầu tiên là gì ạ? À, Mai cũng áp dụng một cái giọng nói hùng hồn, đó là nói to đấy ạ. Giọng thứ hai mà Mai áp dụng đó là gì ạ? Giọng nói chậm rãi. Giọng thứ ba mà Mai áp dụng đó là gì ạ? À, đó là một cái giọng nói gì ạ? Tròn vành rõ chữ các anh chị. Nha các anh chị nha. Đó, sau đó là mình sẽ làm gì ạ? Các anh chị viết hoa những cái từ cần nhấn mạnh. Gạch chân những từ mà cần sử dụng đến cái ngôn ngữ hình thể. Đúng không ạ? Ghi ra những nội dung cần sử dụng đến hình ảnh minh họa và tìm kiếm sẵn hình ảnh bổ trợ cho văn bản âm thanh để tạo hiệu ứng cho cái video của mình. Hoặc các anh chị có thể lên TikTok để tìm những cái video bổ trợ cho cái nội dung của mình nhé. Vào đây thực tế đi ạ. Nha các anh chị, vào video thực tế thì các anh chị đây. Nha các anh chị đây. Ví dụ ạ. Đây chính là cái nội dung mà tuần trước anh có hướng dẫn, và Mai là cái người đã thực hành cái nội dung này. Thay vì các anh chị đọc đơn thuần là à, nếu bạn đang trong tình trạng viêm ngứa tái đi tái lại gây khó chịu suốt ngày dài, nếu bạn đang là dân văn phòng từ sáng đến chiều hay tất bật với lũ nhóc, với mớ công việc ở nhà, chịu khó chịu với những ngày khó ở ẩm ương hoặc đang chăm bé sơ sinh nằm một chỗ, thì rõ ràng nó sẽ không có gì ạ, không có cảm xúc đúng không? Nhưng mà các anh chị học được cái kỹ năng đó là sử dụng những cái giọng đọc giống như Mai đúng không ạ? Nếu bạn đang trong tình trạng viêm ngứa tái đi tái lại, vậy thì mình phải xác định à, những cái chữ in hoa là những từ mình sẽ đọc to, mình sẽ nhấn mạnh các anh chị. Ok không các anh chị? Rồi, yếu tố tiếp theo là các anh chị này. Ví dụ là bạn muốn, thì thay vì mình dùng từ là bạn muốn, thì mình sẽ phải đọc to, giọng hào sảng hơn. Bạn muốn thơm lừng tới 24 giờ ngăn 99% vi khuẩn. Ồ, thế thì những cái từ nào là viết hoa thì mình sẽ giọng đọc to nha các anh chị, và có nhấn nhá ở đây này. Thì các anh chị phải nghiêm túc. Thật ra thì nó sẽ mất khoảng 3-4 video đầu. Các anh chị phải thực hiện cái thao tác này. Nhưng mà sau đó các anh chị làm đều rồi á, thì những cái công đoạn này các anh chị không cần phải làm nữa, bởi vì nó đã trở thành một cái thói quen các anh chị. Đúng không ạ? Nó trở thành một cái thói quen đấy các anh chị nha. Thì bây giờ anh sẽ đọc lại cho các anh chị xem này. Nếu bạn đang trong tình trạng viêm ngứa tái đi tái lại gây khó chịu suốt ngày dài, và nếu bạn đang là dân văn phòng từ sáng đến chiều hay tất bật với lũ nhóc, với mớ công việc ở nhà, bạn chịu những ngày khó ở ẩm ương hoặc đang chăm bé sơ sinh phải nằm một chỗ, và bạn muốn thơm lừng 24 giờ ngăn 99% vi khuẩn, và thì đừng bỏ qua video này nhé. Bí thuật từ pH vàng 4.0. Thì các anh chị thấy rằng là gì ạ? Mình sẽ phải có một cái ngôn ngữ hình thể là bí thuật pH vàng 4.0. Thì các anh chị phải gạch chân những cái từ nào là cái từ mình sẽ nhấn mạnh, mình sẽ sử dụng đến cái body language của mình các anh chị, có nghĩa là cái ngôn ngữ hình thể của mình bổ trợ đi kèm các anh chị. Thì Mai và những anh chị trong team nhóm của Đỗ Ánh là những người mà trước đây là các anh chị không có tự tin với cái điều này, nhưng nhờ cái câu chuyện các anh chị làm nhiều thì các anh chị đã thay đổi được cái giọng nói của mình, đúng không ạ? Thay đổi được cái body language của mình các anh chị, cái ngôn ngữ hình thể các anh chị nhá. À, các anh chị rồi, thì các anh chị thấy rằng là các anh chị phải phân tích được nghiêm túc, bản thân anh cũng vậy luôn các anh chị, nghiêm túc chọn một cái nội dung content, đọc nó ít nhất 5 lần, sau đó mình đọc tiếp 5 lần để mình xác định được mình sẽ gạch chân những cái từ nào, mình sẽ sử dụng ngôn ngữ hình thể nào trong cái nội dung văn bản đấy, mình sẽ sử dụng hình ảnh nào để bổ trợ cho cái nội dung văn bản đấy nha các anh chị. Ok không ạ? Thì các anh chị phải nghiêm túc làm cái điều này, thì các anh chị thấy rằng đây đúng ạ, không chỉ là một dạng nước rửa đơn thuần, Avena còn khiến hàng triệu chị em tin yêu. Thì các anh chị phải dùng đến gì ạ? Đến cái hình ảnh trái tim này, cái ngón tay của mình đúng ạ, tạo ra hình ảnh trái tim để làm gì ạ? Để mình tăng được cái gì ạ? Cái cảm xúc cho người người xem cái video đó. Video đó đúng không ạ? Và là lựa chọn bởi độ xịn sò. Thì cái từ xịn sò đó mình phải đọc to, nhấn mạnh đúng không các anh chị? Và lựa chọn bởi độ xịn sò của em này. Và với công thức độc đáo loại bỏ 99% vi khuẩn, khử mùi hôi, mang lại cảm giác sạch thoáng, thoải mái. Thì các anh chị đến đoạn này đúng không ạ? Đúng không ạ? Khử mùi hôi này, mang lại này. Khử mùi hôi này, mang lại cảm giác sạch thoáng, thoải mái. Thì mình cũng phải sử dụng cái body language của mình đúng không? Các anh chị đọc là mang lại cảm giác sạch thoáng, thoải mái. Nhưng mà mình có sạch thoáng đâu, mình có thoải mái đâu, đúng không? Nha các anh chị nha. Chính vì vậy mà cái việc làm video các anh chị ở bên ngoài nhá, người ta sẽ không dạy các anh chị kỹ đến mức độ như vậy. Nhưng mà bản thân anh là một cái người làm thực tế, nha các anh chị nha, thì mình thấy rằng là
khi mình xuất hiện với một cái tinh thần năng lượng, đúng không các anh chị? Mình biết cách sử dụng cái giọng, nhiều cái giọng nói trong cùng một đoạn văn bản, mình lại kết hợp cùng với lại cái ngôn ngữ hình thể của mình nữa, thì chắc chắn rồi video của chúng ta làm sao sẽ thu hút khách hàng hơn, đúng không? Và loại bỏ đến 99% vi khuẩn, mang lại một cảm giác là sạch khoáng thoải mái. Thì theo các anh chị là cái video như vậy đúng không ạ, thì có tạo được cái hiệu ứng cho cái người xem video của mình không? Và các anh chị đi học ở bên ngoài ạ, thì người ta liệu rằng có dạy các anh chị tỉ mỉ chi tiết đến cái mức độ như vậy không các anh chị? Các anh chị mình còn đang nghe không ạ? Đây, đúng không ạ? Thì các anh chị này, những cái từ nào mà liên quan đây này, tự nhiên thuần chay là những từ liệt kê đúng không ạ? Thì chúng ta lưu ý những từ liệt kê là chúng ta phải nói to, nói rõ và gì ạ? Và gì ạ? Nói chậm lại đúng không ạ? Sử dụng các tinh chất tự nhiên thuần chay được thiết kế đặc biệt làm giảm viêm ngứa. Thì cái từ giảm này các anh chị cũng phải xác định là dùng ngôn ngữ hình thể của mình đúng không ạ? Được thiết kế đặc biệt giảm viêm ngứa và duy trì cân bằng độ pH tự nhiên. Thì mình cũng phải phân tích đúng không ạ? Nên cái gì ạ? Được thiết kế đặc biệt giảm viêm ngứa, duy trì và cân bằng độ pH tự nhiên. Thì rõ ràng là vì cái câu chuyện là tôi đã đọc 5 lần, cộng với câu chuyện tiếp theo là 5 lần tiếp theo, là tôi đã gạch chân được những cái từ, những cái ý trong nội dung như vậy và xác định được cái chỗ nào mà chúng ta dùng ngôn ngữ hình thể, thì nó dẫn tới câu chuyện là mình là người làm chủ đúng không ạ, đối với cái nội dung văn bản đó, và mình đang truyền tải nó một cách làm sao ạ, dễ hiểu, dễ nghe và dễ gì ạ, dễ cảm nhận đến với khách hàng của mình các anh chị. Thì không biết là cái nội dung là các anh chị ok không ạ, các anh chị ok không, các anh chị có hiểu cái này không các anh chị? Nên là anh nói rồi là gì ạ, xác định muốn rút túi tiền đúng không ạ, rút tiền từ túi của khách hàng, thì chắc chắn một điều là các anh chị cũng phải là một cái người làm sao, phải có cái sự đầu tư các anh chị, phải có cái sự đầu tư đấy các anh chị nha. Đây một cái video này các anh chị, này 505 lượt xem đấy các anh chị. Nếu bác đang trong tình trạng là viêm ngứa tái đi tái lại gây khó chịu suốt ngày dài, và nếu bác đang là dân văn phòng làm việc từ sáng tới chiều hay là tất bật với lũ nhóc với mớ công việc ở nhà, bạn khó chịu với những ngày khó ở ẩm ương, hoặc là đang chăm bé sơ sinh phải nằm một chỗ, bác muốn thâm lưng lên tới 24 giờ ngăn 99% vi khuẩn thì không thể bỏ qua video này nhé. Bí thuật từ pH vàng 4.0 tỏa hương hệ sinh thái, không chỉ là một dạng nước rửa đơn thuần, Arena còn khiến hàng triệu chị em phụ nữ tin yêu và lựa chọn bởi độ xịn sò của em này. Với công thức độc đáo loại bỏ tới 99% vi khuẩn và khử mùi hôi, mang lại một cảm giác sạch thoáng thoải mái, giúp trẻ em tự tin lên tới 24 giờ, và sử dụng các sản tinh chất tự nhiên thuần chay được thiết kế đặc biệt làm giảm viêm ngứa, duy trì và cân bằng độ pH tự nhiên, chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm, cung cấp nước và làm mềm, tạo cảm giác mềm mại, mịn màng và không bị khô rát. Vậy mong muốn cả ngày thoáng sạch không hôi thì bỏ túi ngay em này, vô cùng tiện lợi. Avena Intimate Care, bột vệ sinh số 1 đến từ Đan Mạch, ngăn mùi, ngăn tái viêm nhiễm, khử khuẩn suốt 24 giờ, không paraben, không màu, không mùi, sản phẩm được ưa chuộng bậc nhất tại Đan Mạch, này đã có mặt tại Việt Nam, inbox ngay ngay bây giờ. Nếu bác đang trong, các anh chị thấy không ạ, các anh chị thấy ra là một cái video sản phẩm mà các anh chị tiếp cận đến 500 người xem, thì theo các anh chị cái câu chuyện của sự làm đi làm lại đúng không ạ, và chia sẻ rất nhiều, thì chả có lý lẽ gì được các anh chị sẽ không có đơn cả đúng không các anh chị? Nhưng cái câu chuyện ở đây là content quá sẵn rồi, việc của mình là đọc nó 5 lần đầu tiên để mình hiểu nội dung đã, 5 lần tiếp theo là gạch chân những từ mà mình sẽ biểu đạt bằng gì ạ? Mình sẽ đọc to, đọc chậm, nhấn nhá. Ví dụ câu là mềm mại, mịn màng, thì cái cảm giác nó truyền tải được thông điệp đúng không ạ? Sẽ có một cảm giác là mềm mại, mịn màng, nó khác đúng không ạ? Tạo một cảm giác mềm mại, mịn màng và đặc biệt là không khô rát. Thì các anh chị thấy cái câu chuyện nào dạng là cái sự đầu tư của mình ở cái câu chuyện phân tích đúng không các anh chị? Thì các anh chị đã thấy được cái kết quả của nó này các anh chị. Bởi vì anh thấy rằng gì, content nhà cung cấp đã có sẵn rồi đúng không ạ? Sản phẩm các anh chị cầm trên tay rồi. Bây giờ các anh chị sẽ được học liên quan đến phần kỹ thuật nha các anh chị nha. Rồi ok. Vậy thì các anh chị có sẵn sàng để các anh chị chúng ta hành động nghiêm túc không ạ? Hành động nghiêm túc không các anh chị? Đây. Các anh chị thấy không? Rất nhiều video luôn. Rất nhiều video các anh chị. Đây này, anh làm nhiều video.
Droopy không bí hiểm như bạn nghĩ, Droopy không thần thánh như bạn nghĩ, và Droopy cũng không khó hiểu như bạn nghĩ. Droopy là một startup công nghệ đón được sự dịch chuyển của thị trường, của thế giới, và nó như sóc miếng hổ bình là tìm được long mạch. Người tiêu dùng cần nơi mua sắm online mà ở đó họ chắc chắn không bao giờ mua phải hàng lợn. Nhà cung cấp cần một nơi bán hàng mà họ không phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua những quảng cáo trên truyền thông rồi phải đẩy giá bán lẻ lên trên trời để bù chi phí. Còn người bán hàng thì cần... Đó, các anh chị thấy nhiều video không các anh chị đây? Thật sự là các anh chị là nhiều vô cùng luôn ạ. Nhiều lắm luôn các anh chị. Nhiều đến cái mức độ không thể đếm được số lượng video. Các anh chị nhá, số lượng video mà anh làm luôn các anh chị. Đó, nhiều lắm các anh chị ơi, vô vàn luôn. Bởi vì cái câu chuyện mình hiểu rằng là gì ạ? Nếu như ngày hôm nay mình không thay đổi, đúng không ạ? Không thay đổi cuộc chơi, mình không nắm bắt xu hướng thì chắc chắn điều là mình sẽ không có cái kết quả gì cả. Đó, và các anh chị thấy rằng là nếu như, đúng không ạ? Một vài năm tới nha các anh chị, thì cái số lượng data nó hết đi đúng không? Nó ít đi hoặc nó đắt lên đúng không ạ? Thì mình đã có một cái dữ liệu đó là gì ạ? Một cái tệp khách hàng rất trung thành và gì ạ? Một cái thương hiệu cá nhân của mình rồi. Thì các anh chị hiểu rằng thay vì các anh chị đổ tiền chạy quảng cáo, thay vì là các anh chị làm sao ạ, phải mất nhiều tiền đi học, thì ngày hôm nay hãy bắt đầu hành trình cùng với lại dòng sản phẩm mẫu vẽ của Ibena. Hãy bắt đầu những cái video như vậy các anh chị, anh tin chắc một điều rằng là gì ạ? Cái kết quả kinh doanh của các anh chị nó sẽ thay đổi. Hãy đừng chỉ là một cái người bán đơn thuần, hãy là một người chuyên gia, hãy là một người lan tỏa cái sản phẩm đó gì ạ, chân thật nhất là các anh chị. Rồi, vậy thì các anh chị đã sẵn sàng chúng ta sang phần học kỹ thuật ngày hôm nay chưa ạ? Các anh chị sẵn sàng để học phần kỹ thuật cầm tay chỉ việc ạ? Anh muốn chịu ngay ngày hôm nay là hỗ trợ các anh chị em là chậm từng bước một được không ạ? Và phần nào mà các anh chị cần bổ trợ thêm thì anh sẽ bổ trợ thêm cho các anh chị, và anh sẽ hỗ trợ thêm cho các anh chị nha. Sẵn sàng không ạ? Chúng ta cùng chào đón cốt ba sao Hồng Anh nha các anh chị, sẽ hỗ trợ các anh chị thêm về mặt kỹ thuật này. Rồi cảm ơn mentor Đỗ Ánh ạ. Ngoài xin được gửi lời chào đến toàn thể các anh chị em đang có mặt trong buổi Zoom của buổi trưa ngày hôm nay. Thì Ngoài cũng rất là vinh dự khi mà trong buổi trưa ngày hôm nay có thể đồng hành cùng với tất cả các anh chị và hướng dẫn cho tất cả các anh chị chúng ta những cái bước căn bản để các anh chị có thể là làm được một video như thế nào. Và để mà làm được video thì có lẽ là các anh chị chúng ta cũng đã học được rất là nhiều những cái kiến thức từ mentor Ánh Đỗ rồi đúng không ạ? Các anh chị chúng ta biết là các anh chị chúng ta sẽ lấy content ở đâu làm, và các chị chúng ta sẽ lấy từ nhóm nào để mà các anh chị chúng ta có một cái nội dung các anh chị chúng ta làm video. Thì có lẽ là nhà Ebena thì cũng đã có rất là nhiều những cái nội dung về content rồi, thì các anh chị có thể là biến những content đó trở thành cái video của mình. Thế thì với cái phần nội dung ngày hôm nay thì thực ra là nó cũng là những cái thao tác rất là đơn giản thôi. Chỉ cần các anh chị chúng ta tập trung thì các anh chị cũng sẽ làm được. Thế thì để mà trước khi các anh chị chúng ta làm được video thì cho Hồng Anh hỏi một chút là trong buổi Zoom ngày hôm nay thì có 45 anh chị đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay đúng không ạ? Thì trừ mentor Đỗ Ánh và nhà cung cấp ra thì có anh chị nào đã làm được video chưa ạ? Có anh chị nào đã làm được video căn bản chưa ạ? Hồng Anh cũng có thấy là Tuyết Mai ok rồi này. Còn anh chị nào, các anh chị nào chúng ta gì ạ? Chúng ta đã làm được video cơ bản chưa ạ? Rồi các anh chị chưa đúng không ạ? Thế thì để các anh chị chúng ta làm được video thì các anh chị chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cho Hồng Anh hai cái app nha các anh chị. Các anh chị chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cho Hồng Anh hai app. Một là app GotaCam, hai là ứng dụng CapCut. Thế thì các anh chị chúng ta cũng sẽ, chờ một chút thì Hồng Anh sẽ chia sẻ lên màn hình để các anh chị chúng ta sẽ nhìn thấy rõ là các anh chị chúng ta sẽ cần phải tải app gì nha các anh chị. Hồng Anh xin được nhờ ban tổ chức có thể là spotlight giúp Hồng Anh cái ID code 3 sao Hồng Anh ạ. Nhé Hồng Anh ơi. Dạ rồi ạ. Để các anh chị chúng ta sẽ cần phải có hai ứng dụng nha các anh chị. Thì các anh chị chúng ta sẽ vào gì ạ? Các anh chị sẽ vào app để các anh chị tải về cho Hồng Anh nhé. Các anh chị sẽ vào app này. Các anh chị vào app và các anh chị tải GotaCam về cho Hồng Anh là một. Rồi ạ, các anh chị tải ứng dụng GotaCam nhé các anh chị. Ứng dụng GotaCam đây các anh chị tải về máy là một này. Đó, và ngoài ứng dụng GotaCam này thì các anh chị sẽ tải cho Hồng Anh một ứng dụng thứ hai, đó là ứng dụng CapCut. Rồi ạ, đây là ứng dụng CapCut nha các anh chị. Các anh chị cần phải tải hai ứng dụng này về máy. Khi mà các anh chị có hai ứng dụng này về máy rồi thì các anh chị sẽ làm video rất là đơn giản và rất là dễ dàng nha các anh chị. Rồi ạ, các anh chị đã có sẵn ở trong máy chưa ạ? Những anh chị nào đã có sẵn ở trong máy rồi thì các anh chị có thể comment giúp Hồng Anh ạ. Những anh chị nào đã có hai ứng dụng này rồi ạ? Những anh chị nào có đã có hai ứng dụng này rồi
Rồi có rồi đúng không ạ? Thì bây giờ sẽ như thế này ạ, nếu như anh chị nào mà chúng ta đang sử dụng trên máy tính thì các anh chị chúng ta hãy cầm điện thoại sẵn ở trong tay để các anh chị có thể là thao tác cùng với Hồng Anh. Còn nếu như anh chị nào mà chúng ta đang dùng bằng điện thoại và các anh chị có thiết bị thứ hai thì có thể thực hành luôn. Hoặc là những anh chị nào mà đang dùng điện thoại mà không có thiết bị thứ hai thì các anh chị chúng ta hãy lấy giấy bút để các anh chị chúng ta ghi lại. Và sau cái buổi Zoom ngày hôm nay thì các anh chị chúng ta sẽ ngồi lại để các anh chị bắt đầu làm video từng chỉnh sửa từng bước một nha các anh chị. Và có lẽ là chắc hôm nay cũng có thể là có bản gì còn lại rồi, thì các anh chị chúng ta hãy cứ thao tác trong cái phần nào mà các anh chị vướng thì các anh chị chúng ta sẽ mở lại gì còn để chúng ta bắt đầu làm để làm theo nha các anh chị. Vậy thì khi mà các anh chị chúng ta tải được hai ứng dụng này về rồi thì việc đầu tiên đó là các anh chị sẽ đi đến ứng dụng GutaCam nha các anh chị. Các anh chị mở ứng dụng GutaCam ra các anh chị. Các anh chị mở ứng dụng GutaCam ra này các anh chị. Khi mà các anh chị mở ứng dụng thì các anh chị sẽ nhìn thấy phía cuối của màn hình đó là gì ạ? Đó là cái phần máy ảnh nha các anh chị. Thì các anh chị sẽ bấm vào phần máy ảnh này. Sau khi các anh chị bấm vào phần máy ảnh rồi đúng không ạ? Thì các anh chị nhìn lên trên góc trên cùng của màn hình, nó sẽ có gì ạ? Có cái thanh công cụ phía cuối cùng bằng ba cái dấu gạch ngang đấy ạ. Thanh công cụ cuối cùng là ba dấu gạch ngang này, các anh chị vào đây này. Sau đó thì các anh chị gì ạ? Các anh chị bấm vào tự động lưu giống như Hồng Anh đang chia sẻ lên trên màn hình. Các anh chị bấm vào tự động lưu này. Sau đó thì các anh chị sẽ vào bánh răng. Và các anh chị gì ạ? Các anh chị sẽ tắt cho Hồng Anh cái chế độ là cài đặt hình mờ đi ở phía cuối đấy ạ. Các anh chị có nhìn thấy cái phần là cài đặt hình mờ không ạ? Các anh chị tắt ứng dụng phía cuối đi và các anh chị bật các nút giống như Hồng Anh đang bật. Làm đẹp các anh chị bật này, loại bỏ nhược điểm và các dấu chấm các anh chị cũng bật lên này. Trang điểm khuôn mặt cho nam các anh chị cũng có thể là bật này, nếu như anh chị nào là nam thì các anh chị chúng ta bật lên, còn là nữ thì các anh chị có thể bỏ qua. Rồi ạ. Và cái tiếp theo nữa là cái phần nhiều người các anh chị cũng bật lên và gì? Chế độ phản chiếu phía trước các anh chị bật lên. Còn lại cái phần lưới và cài đặt hình mờ thì các anh chị tắt đi nha các anh chị. Để mà khi các anh chị chúng ta chụp hình hay các chị chúng ta làm video thì nó cũng sẽ không xuất hiện cái chữ GutaCam lên trên màn hình. Rồi ok chưa ạ? Khi các anh chị chúng ta tắt hết rồi đúng không ạ? Các anh chị sẽ quay trở lại về màn hình chính này. Quay trở lại màn hình chính này, các anh chị nhìn này, có một cái công cụ, một cái dòng chữ nó đang ghi là 4.3 đấy các anh chị. Thì các anh chị chạm vào cái dòng 4.3 này. Sorry, các anh chị lại mất chia sẻ rồi. Không hiểu sao này của anh ấn lại không được, nó lại tắt chia sẻ luôn á. Hồng Anh ơi, em thử làm lại thử xem Hồng Anh, em vẫn còn câu hót đó Hồng Anh ơi. Rồi ok chị em thử lại đi ạ. Vẫn không được. Ok các anh chị bấm vào 4.3 nha các anh chị bấm vào 4.3 đi ạ. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy là ở cái mục đó nó sẽ thể hiện lên các cái kích thước về các anh chị làm video các anh chị. Nếu như mà các anh chị chúng ta làm reel các anh chị thì các anh chị chúng ta sẽ để gì ạ? Để là 4.3. Còn nếu như các anh chị chúng ta gì ạ? Các anh chị chúng ta đăng trên Facebook đó là cái khuôn hình mà hình dọc nhé các anh chị. Thì các anh chị có thể làm ứng dụng hai cái ứng dụng đó nhưng mà đăng reel thì các anh chị sẽ đăng gì ạ? Đăng 4.3 nhé các anh chị. Rồi ạ. Khi mà các anh chị vào đó xong rồi thì các anh chị nhìn xuống phía cuối của màn hình đi ạ. Các anh chị nhìn phía cuối của màn hình. Ở cái mục nhãn dán này các anh chị, ở cái mục nhãn dán này sẽ cho tất cả các anh chị chúng ta sẽ có một cái gương mặt khi các anh chị làm video nó đẹp. Các anh chị lưu ý nhé, chúng ta làm video á các anh chị, chúng ta làm video thì các anh chị sẽ vào đây để mà các anh chị chỉnh sửa cái gương mặt của mình tùy theo các cái ứng dụng nó đang có sẵn ở trên này. Những cái ứng dụng, những cái gương mặt nào mà nó không có cái chữ bản VIP các anh chị là chúng ta sẽ dùng được. Còn những gương mặt mà nó có cái từ VIP ở đây thì đó là các ứng dụng mà các anh chị chúng ta phải mua. Đó thì các anh chị có thể lựa chọn ở đây. Và cái phần make up này các anh chị vào phần make up này. Các anh chị chúng ta lựa chọn những cái gương mặt ở đây, sau đấy thì các anh chị gì ạ? Quay camera trước vào cái màn hình vào gương mặt của các anh chị để các anh chị nhìn xem là với những cái gương mặt này thì cái nào nó phù hợp với gương mặt của các anh chị thì các anh chị chọn nhé các anh chị. Đó, vì đây là một cái ứng dụng mà cho các anh chị một cái video rất là đẹp nhé các anh chị lưu ý ạ. Và tiếp theo khi các anh chị chọn được cho mình cái gương mặt rồi thì ở đây các anh chị sẽ gì? Sẽ dùng cái ứng dụng này để mà các anh chị chụp hình ảnh mỗi một ngày. Đây là ứng dụng mà các anh chị sẽ áp dụng mà chụp ảnh mỗi một ngày nhé các anh chị. Và cái phần tiếp theo nữa thì các anh chị có thể nhìn thấy là cái phần video này. Đây là cái phần video nhé các anh chị.
Khi các anh chị vào video này thì các anh chị có thể nhìn thấy thanh công cụ góc bên phải của màn hình. Nó sẽ có gì ạ? Nó sẽ có âm nhạc là 1, tốc độ là 2, thời gian là 3 và phần comment là 4. Thế thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái gì ạ? Đến cái tốc độ này. Sorry các anh chị nó không hiểu sao hôm nay. Em cứ bấm vào chia sẻ các cái nút đó thì nó lại cho em out thì không hiểu là lý do là gì. Rồi thì ở phần tốc độ này các anh chị, ở phần tốc độ này thì nó sẽ cho các anh chị là những cái video các anh chị muốn là các anh chị nhanh hay chậm thì các anh chị sẽ vào lựa chọn tốc độ nhé. Còn cái thứ hai nữa là về cái thời gian, nếu như các anh chị chúng ta muốn quay một video 1 phút ở 10 giây hay 1 phút hay 3 phút hay 5 phút thì các anh chị sẽ vào cái thanh công cụ thứ ba các anh chị lựa chọn. Nhá các anh chị bấm thử đi ạ, bởi vì là khi mà Hồng Anh đang bấm vào thì nó cứ bị ao á thì Hồng Anh sẽ không bấm nữa. Thì các anh chị có thể bấm thử lên trên điện thoại của mình để các anh chị xem rằng là nó sẽ thể hiện lên như thế nào. Nó sẽ có 10 phút này, 1 phút, rồi có 5 phút nha các anh chị. Đó thì để các anh chị chúng ta chọn cái thời lượng mà các anh chị chúng ta đang các anh chị chúng ta làm video nhé. Và cái phần tiếp theo nữa là cái phần comment là các anh chị. Cái phần comment này, rồi các anh chị có thể nhìn thấy này. Đây cái phần comment này là cái phần mà các anh chị chúng ta gì ạ? Các anh chị chúng ta copy cái nội dung các anh chị muốn làm video vào trong gì ạ? Vào trong GoToCam. Thay vì là các anh chị thường bảo rằng là chị ơi em không có gì, em không có khả năng học thuộc, em không có khả năng ghi nhớ về một cái đoạn văn bản như thế này thì làm thế nào để em học thuộc được? Và các bạn sẽ thường gì? Sẽ thường là các bạn đọc bị bấp, đọc cái câu đầu tiên thì các bạn lại bấp, các bạn lại quay lại và cứ như thế thì các bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được một video. Thì đây là một cái phần ứng dụng mà hỗ trợ cho tất cả các anh chị, dù là các anh chị gì ạ, không nhớ, không đọc được văn bản, không thuộc lòng được thì các anh chị vẫn làm được video được. Thì các anh chị có thể thấy rằng là thường thì các biên tập viên các anh chị, các biên tập viên mà khi mà đọc thời sự các anh chị hoặc bất kể một cái chương trình nào được ghi hình lại thì trước mặt tất cả các biên tập viên thì sẽ có một cái máy nhắc chữ để mà các biên tập viên gì ạ, có một cái bàn đạp ở phía dưới chân á, thì các biên tập viên sẽ gì ạ, sẽ dùng cái bàn chân của mình để đạp các bàn phím đó thì các cái dòng chữ nó sẽ chạy dần 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 từ từ và các biên tập viên họ chỉ việc đọc thôi, chứ còn không có một biên tập viên nào mà có thể gì ạ, có thể đọc bản tin vừa mới ra đến 5-10 phút mà cầm trên tay một cái văn bản đúng không ạ, mà có thể là đọc thuộc lầu được đâu các anh chị. Thì đây là một cái công cụ mà sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị chúng ta gì ạ, chúng ta sẽ làm một cái video vô cùng dễ nha các anh chị. Thì sau khi mà các anh chị chúng ta copy một cái nội dung rồi thì các anh chị sẽ vào cái phần comment này, các anh chị dán cái nội dung đó vào đây. Thì khi các anh chị bấm video chạy á thì cái dòng chữ này các anh chị nó sẽ chạy chậm như thế này để các anh chị nhìn vào màn hình các chị đọc thì cũng là việc mà các anh chị đang nhìn thẳng vào video nha các anh chị. Và cái phần chiếc bút ở góc cuối cùng của cái khung hình này nha các anh chị, chiếc bút này, các anh chị chạm vào đây thì các anh chị có thể chỉnh sửa ở trên này được nha các anh chị. Các anh chị có thể chỉnh sửa ở đây được. Và sau khi các anh chị chúng ta chỉnh sửa xong rồi thì các anh chị bấm là đăng. Và cái thanh công cụ góc bên trái ở phía cuối cái hình bánh răng các anh chị. Các anh chị chạm vào đây này. Thì đây nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là cái kích cỡ phông chữ to hay nhỏ và gì tốc độ nhanh hay chậm. Nếu như các anh chị muốn là cái kích cỡ của cái chữ này nó to hơn, bởi vì rằng là cái gì các chị mắt kém, các chị không nhìn được này, thì các anh chị có thể chọn các size ở đây. Nó sẽ có XS này, S, M, L và XL. Và cái phần tốc độ ở phía cuối này các anh chị, cái phần tốc độ ở phía cuối này thì nó sẽ cho các anh chị là cái đoạn văn bản này nó chạy nhanh hay là nó chạy chậm. Thì các anh chị có thể thử, các chị có thể bấm thử và các chị quay thử là xem là cái tốc độ nào nó sẽ phù hợp với lại cái nội dung mà các anh chị đọc thì các anh chị sẽ vào đây các anh chị chọn nhá. Nó sẽ có tốc độ là nhanh hay chậm ở đây nhá các anh chị. Rồi ạ, khi các anh chị chúng ta chọn xong cái phần tốc độ này rồi thì chúng ta sẽ bấm mũi tên ở góc cuối của màn hình để gì ạ, để quay lại màn hình chính. Sau khi mà các chị chỉnh sửa rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu bấm vào video thì khi đó video sẽ bắt đầu chạy và các anh chị sẽ bắt đầu gì ạ? Các chị sẽ bắt đầu đọc cái nội dung văn bản đó. Và khi các anh chị chúng ta đọc xong đúng không ạ? Thì các anh chị gì ạ? Chúng ta lưu lại cái video này. Các chị lưu lại cái video này là khi đó thì đây là một cái ứng dụng mà đã hỗ trợ được cho tất cả các anh chị. Thứ nhất là các anh chị có gì ạ? Có một gương mặt hình thể đẹp. Thứ hai nữa là các anh chị sẽ đọc được một đoạn văn bản mà các anh chị không cần phải học thuộc, cũng không cần phải ghi nhớ. Các anh chị chỉ cần đọc gì ạ? Các chị chỉ đọc đọc qua 1 đến 2 lượt thôi để các chị hiểu được cái bố cục của nó như thế nào, nội dung của nó ra làm sao. Sau đó thì các anh chị cho vào GoToCam để các anh chị đọc là ok rồi ạ. Rồi ok, đến cái đoạn này thì các anh chị đã hiểu chưa ạ? Hôm nay sẽ đi chậm nhé. Đến đoạn này thì các anh chị hiểu chưa? Các anh chị đã hiểu cái cách mà các anh chị chọn vào trong GoToCam để các anh chị làm chưa ạ? Rồi dễ, rất là dễ hiểu đúng không ạ? Rồi ạ.
Thế thì sau khi mà các anh chị đã làm xong được một cái video rồi thì sẽ đến cái phần tiếp thứ hai, đó là chúng ta sẽ đưa cái video này vào trong ứng dụng CapCut để các anh chị chỉnh sửa. Thế thì ví dụ là các anh chị chúng ta tải CapCut rồi nha các anh chị. Thì các anh chị sẽ mở cái ứng dụng CapCut này ra. Ở trên ứng dụng CapCut này thì nó cũng sẽ có các cái chỉnh sửa ảnh là một, nó cũng có cho các anh chị gì ạ, một cái đoạn văn bản để các anh chị làm video. Nhưng tuy nhiên là trên ứng dụng CapCut này nó sẽ không cho các anh chị một cái video với hình màu nền rồi make up đẹp được. Chính vì vậy mà các anh chị sẽ phải qua gì ạ, qua GuitarCam để các chị làm video trước. Sau đó thì các chị sẽ chuyển cái video đó lên trên CapCut để các chị làm. Thì ví dụ nha, Hồng Anh có thể là chia sẻ một cái ví dụ về cái video này mà Hồng Anh làm thì các anh chị có thể nhìn. Sorry các anh chị. Thì các anh chị có thể nhìn qua cái video này nha các anh chị. Dropy không bí hiểm như bạn nghĩ, Dropy cũng không thần thánh như bạn nghĩ và Dropy cũng không khó hiểu như mà bạn nghĩ. Dropy là một startup công nghệ được đón sự dịch chuyển của thị trường, của thế giới và nói như sắc Nguyễn Hòa Bình, đó là đã tìm được long mạch. Và người tiêu dùng cần một nơi mua sắm online, mà ở đó chắc chắn họ sẽ không bao giờ mua phải hàng lậu. Và nhà cung cấp cần một nơi bán hàng mà họ không phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua những quảng cáo trên truyền thông rồi phải đẩy giá bán lẻ lên trên trời để mà bù chi phí. Và người bán hàng, họ sẽ cần một đối tác mà ở đó họ sẽ không phải nhận bất cứ một rủi ro nào về tiền bạc, về pháp lý, uy tín cá nhân và nguy hiểm từ công việc về phía mình. Và cộng đồng thì sẽ cần một mô hình win-win cho tất cả, tiết kiệm mọi chi phí không cần thiết, kết nối không giới hạn và thúc đẩy một nền lưu thông hàng hóa lành mạnh, tiên tiến, hiện đại. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam Vcom có nói rằng các bạn đã giải quyết được nỗi đau của thị trường bán lẻ Việt Nam. Các bạn đang làm đúng, các bạn đang làm một cái mảnh ghép vào đúng cái chỗ mà thương mại điện tử Việt Nam đang cần. Tôi nghĩ là cái mô hình này là các bạn làm tốt ở Việt Nam thì chắc chắn nó cũng sẽ phù hợp với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Và Hồng Anh luôn luôn tự hào và hoàn toàn yên tâm về công việc mà Hồng Anh đang làm, tiếp tục cống hiến hơn nữa để góp phần đưa Dropy trở thành một Uber trong lĩnh vực kinh doanh online. Không chỉ có ở Việt Nam mà giấc mơ của chúng tôi đó là giấc mơ toàn cầu. Và bạn, nếu bạn cũng có một chút khát khao thay đổi, cống hiến cho cả bản thân và cho cả cộng đồng, thì hãy đừng ngần ngại, hãy trở thành một câu chuyện tuyệt vời mà ông Anh tin rằng 3 đến 5 năm nữa sẽ là một huyền thoại, sẽ là một di sản để lại cho nền kinh tế của Việt Nam. Và nếu như bạn mong muốn trở thành đối tác tại Dropy, thì hãy đừng ngần ngại comment ngay xuống dưới video này để ông Anh có thể đồng hành cùng với lại bạn nhé. Dropy không bí hiểm như bạn. Rồi ok ạ. Thế thì khi mà các anh chị chúng ta vừa xem một cái đoạn video mà Hồng Anh có nói về Dropy đúng không ạ? Vậy thì làm như thế nào để các anh chị chúng ta có thể là ghép được một cái video với cái nội dung mà thứ nhất là chữ chạy này, các anh chị chúng ta gì ạ? Các anh chị chúng ta lồng ghép hình ảnh vào, các anh chị cho lồng nhạc vào và các anh chị sẽ lồng ghép một cái đoạn video khác để các anh chị lồng ghép vào cùng với lại cái đoạn video của các anh chị. Thì làm thế nào để các anh chị có thể làm được cái video như thế này? Thế thì bây giờ Hồng Anh cũng sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị từ đầu để các anh chị có thể làm được. Thì ông Anh sẽ vào một cái video mà ông Anh chưa chỉnh sửa đi ạ. Ví dụ như là một cái video của các anh chị khi mà các anh chị chúng ta vừa làm xong như thế này đúng không ạ? Vậy thì bây giờ các anh chị làm như thế nào để nó sẽ xuất hiện những cái dòng chữ mà nó sẽ chạy đầu tiên của video? Thì nó sẽ có hai hình thức. Một thì các anh chị có thể nhìn thấy phía dưới của công cụ đúng không ạ? Phía cuối của công cụ đấy các anh chị. Thì các anh chị gì ạ? Các anh chị chúng ta sẽ vào gì ạ? Sẽ vào văn bản này các anh chị. Các chị vào văn bản này. Thì ở đây gì ạ? Cái thanh công cụ thứ tư nha các anh chị. Thanh công cụ thứ tư là mẫu văn bản. Thì các anh chị sẽ bấm vào mẫu văn bản này. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy ở đây có rất là nhiều các cái mẫu văn bản mà các anh chị có thể là truyền tải cái nội dung mà các anh chị muốn đưa vào đầu video. Thì các anh chị có thể lướt xuống, kéo xuống các phía dưới này để các anh chị có thể tìm ra cho mình cái ý tưởng nào mà các anh chị muốn cho vào trong video mà nó phù hợp ở đây. Thì các anh chị nhìn thấy này. Với những cái phiên bản nào mà nó có chữ Pro thì các anh chị sẽ cần phải gì ạ? Phải là mua nha các anh chị. Còn đâu thì các anh chị gì ạ? Nếu như không có chữ Pro thì các anh chị có thể lựa chọn được. Thì các anh chị cứ kéo xuống hết các cái ứng dụng này để các anh chị sẽ tìm ra cho mình một cái ý tưởng nào mà nó phù hợp với cái nội dung mà các anh chị muốn đưa đến. Ok không ạ?
Để Hồng Anh tìm một cái để Hồng Anh có thể ví dụ cho các anh chị giống như Hồng Anh làm á. Thì cũng giống như các anh chị á, khi mà Hồng Anh làm Hôm nay video thì Hồng Anh cũng giống như sẽ làm phải lại làm từ gì cái ạ? bước một đấy, chị làm lại từ cái bước một là vào vào cắt cắt này đúng không ạ, xong vào dự án mới này, xong rồi là tải cái video đó lên này cho anh À, chị gì em ạ? không, anh chị em không biết là tự dưng cái video nó từ đâu nó lên ấy. Rồi các anh chị sẽ vào dự án mới này. Sau đó gì ạ? Sau đấy thì các anh chị chúng ta sẽ chọn cái video mà các anh chị đã ghi lại. Rồi Hồng Anh ví dụ như là cái video này của Hồng Anh đi ạ. Cái video này của Hồng Anh thì đã được ghi lại rồi các anh chị. Sau đây các anh chị lấy cái video mới đi. Rồi, đó đúng không ạ? Sau đây các anh chị chạm vào cái video đó thì cái video đó nó sẽ xuất hiện lên gì ạ? Nó sẽ xuất hiện lên trên các cắt nha các anh chị. Sau đó thì sao ạ? Sau đó thì các anh chị muốn là cái chữ nó chạy ra như thế này đúng không ạ? Muốn là cái chữ nó chạy ra như thế này thì các anh chị sẽ vào đây ạ. Để hôm nay này cái video nó không có chữ nha các anh chị. Rồi ạ. Các chị sẽ vào văn bản này, thanh công cụ thứ ba văn bản. Sau đó các anh chị gì ạ? Vào thanh công cụ thứ tư ở phía cuối của màn hình, các anh chị vào mẫu văn bản này. Sau đó thì các anh chị tìm ở đây nó sẽ có gì ạ? Hot trend này, có tiêu đề này, có mạng xã hội này, có vlog này, có đồ ăn này, có cổ điển này, có trang điểm này, rất rất nhiều ở phía cuối này các anh chị. Có rất là nhiều các ứng dụng mà các anh chị có thể lồng ghép vào trong video của mình được. Thì các anh chị hãy tìm nha các anh chị. Các anh chị cái này thì chúng ta sẽ cần phải mày mò và chúng ta sẽ cần phải tìm. Ví dụ Hồng Anh nói ví dụ như một cái đi ạ. Và Hồng Anh luôn luôn tự Các anh chị hào chọn và ứng dụng hoàn này. toàn. Khi các anh chị chọn ứng dụng đấy đúng không ạ? Thì nó sẽ xuất hiện cái khung hình lên trên này. Thì các anh chị sẽ làm thế nào để các anh chị viết chữ vào đây? Thì các anh chị sẽ gì ạ? Sẽ chạm tay vào cái khung hình này ở trên cái video của các anh chị. Các anh chị kích đúp Và vào. Hồng Anh luôn luôn tự Các hào và anh chị hoàn kích toàn. đúp. Các chị kích đúp vào cái thanh văn bản này. Sau đấy thì các anh Và chị Hồng viết Anh nhiều luôn luôn chữ. tự hào và hoàn toàn. Ví dụ như các anh chị viết là gì ạ? Dropy là gì đúng không? Ví dụ là như vậy đi ạ. Dropy đúng không ạ? Sau đấy thì các anh chị chỉnh sửa này. Cái này là đối với cái loại văn bản này nhá các anh chị, thì chúng ta sẽ chỉnh sửa nó cho to hay là nhỏ. Thì các anh chị sẽ dùng hai ngón tay của mình zoom to hoặc zoom nhỏ vào. Zoom to, zoom nhỏ vào thì các anh chị sẽ dùng hai ngón tay và chạm vào cái khung hình đó. Sau đấy các anh chị zoom to, zoom nhỏ nha các anh chị. Và sau đấy thì các anh chị sẽ kéo đến vị trí trên màn hình này mà các anh chị muốn để nó. Thì ví dụ như là với cái video này các anh chị để ở giữa đi đúng không ạ? Các anh chị để giữa thì các anh chị sẽ dùng ngón tay của mình các anh chị kéo nó xuống phía dưới này. Ok không ạ? Thì sẽ có gì ạ? Sẽ có một cái ứng dụng để mà gì ạ? Ứng dụng để sau khi khi các anh chị làm video thì nó sẽ xuất hiện cái chữ dropy chạy vào đây. Ok chưa ạ? Đây là một hình thức nha các anh chị. Đây là một hình thức mà các anh chị sẽ lấy gì ạ? Sẽ lấy cái văn bản có sẵn, sau đấy thì các anh chị chỉnh sửa lại, các anh chị viết cái nội dung, các anh chị viết vào trong cái nội dung này. Và cách thứ hai nữa là các anh chị gì ạ? Cách thứ hai nữa các anh chị sẽ không làm bằng cách này mà các anh chị sẽ làm bằng cách khác. Thì các anh chị sẽ quay lại cái mục. Sẽ quay lại cái mục chính nha các anh chị. Quay lại cái mục chính này thì các anh chị sẽ gì ạ? Sẽ vào văn bản này. Sau đấy thì các anh chị sẽ bấm vào thêm chữ ở phía cuối của màn hình thanh công cụ đầu tiên, các anh chị bấm thêm chữ này, các anh chị viết chữ dropy. Có bí hiểm như bạn nghĩ đúng không ạ? Rồi ạ, sau khi mà các anh chị viết như thế này thì cái chữ này nó đang bị phun quá màn hình đúng không các anh chị? Thì các anh chị sẽ dùng gì ạ? Sẽ dùng tay kéo nhỏ nó lại. Và khi mà nó bị nghiêng như thế này đúng không ạ? Thì các anh chị có nhìn thấy cái thanh công cụ ở góc cuối của cái từ cuối cái, ở dưới cái từ nghĩ các anh chị? Các anh chị chạm vào gì ạ? Các anh chị kéo thẳng nó lại. Sau đấy các anh chị kéo nó xuống dưới. Các anh chị kéo xuống dưới này. Thì bây giờ các anh chị chúng ta sẽ phải chỉnh sửa phông chữ nha các anh chị. Thì các anh chị có thể nhìn là cái từ phông chữ nó đang xuất hiện màu trắng ở giữa của màn hình rồi. Thì các anh chị làm sao? Các anh chị bấm vào tích V đây các anh chị, bấm vào tích V ở góc bên phải của màn hình này. Bấm vào tích V và các anh chị chạm lại vào cái khung hình này, các anh chị chỉnh sửa này. Sang gì ạ? Sang phong cách nha các anh chị. Mình quay lại về phông chữ. Thì các anh chị có thể nhìn thấy là đây nó sẽ có rất là nhiều những phông chữ. Thì các anh chị sẽ tìm cho mình một cái phông chữ nào để mà nó dễ nhìn nhất.
Thì chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ chọn gì ạ? Sẽ chọn là nền tảng nha các anh chị. Chúng ta sẽ chọn nền tảng để mà có thể cái dòng chữ này nó được rõ nét nhất và nó dễ nhìn nhất. Sau đấy thì các anh chị sửa căn vào giữa của màn hình này. Và bây giờ các anh chị muốn là cái từ dropy có hiểu như bạn nghĩ hay không? Nó sẽ nằm lên trên một cái khung nền màu vàng. Đúng không ạ? Thì các anh chị sẽ chọn sang phong cách nha các anh chị. Sẽ chọn sang phong cách này. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều ứng dụng chữ 3D nha các anh chị. Các anh chị có thể bấm vào, các anh chị có thể có thể thử xem là mình muốn là cái chữ này nó sẽ xuất hiện màu như thế nào. Và nếu như các anh chị muốn là muốn cái chữ này nó sẽ xuất hiện trên các khung hình màu, thì các anh chị có thể nhìn thấy bắt đầu bằng chữ T với khung hình màu trắng, màu vàng này các anh chị, màu hồng ạ. Đó thì các anh chị có thể là chọn cho mình cái màu nào để làm nổi bật cái video của mình nhất thì các anh chị chọn. Tiếp theo nữa là các anh chị muốn là cái từ dropy có bí hiểm như bạn nghĩ không, nó sẽ chạy, nó có nghĩa là nó sẽ có hiệu ứng động của cái dòng chữ này, thì các anh chị chọn gì ạ? Các anh chị chọn sang hiệu ứng động này. Thì các anh chị nhìn thấy này, nếu mà những chữ nào mà có chữ pro thì chúng ta sẽ không chọn được, và các anh chị sẽ chỉ chọn với cái chữ nào ở cái dòng chữ nào mà nó chạy, nó không có chữ pro nha các anh chị. Ví dụ là đây ạ, các anh chị chọn này. Và hồng. Các chị có thể nhìn thấy ạ, các chữ Và hồng. đang chuyển động đúng không ạ? Đó, các anh chị có thể chọn vào các cái thanh công cụ này để các anh chị lựa chọn. Và Hồng Anh luôn luôn tự hào. Đó, thì ví dụ như khi các anh chị chúng ta chọn được cái chữ này đúng không ạ? Thì các anh chị có thể là nhìn thấy phía cuối của thanh công cụ, nó sẽ có một cái thanh công cụ màu xanh. Thì đây là các anh chị chúng ta kéo qua trái và kéo qua phải. Kéo qua phải thì Và có nghĩa Hồng là Anh luôn cái luôn dòng tự chữ này. hào và hoàn toàn yên. Kéo qua phải thì cái dòng chữ này nó sẽ chạy chậm. Còn kéo về phía trái thì là dòng chữ này nó sẽ chạy nhanh nha các anh chị. Các anh chị có thể nhìn này, chạy chậm này. Và Hồng Anh luôn luôn tự hào và hoàn. Nếu mà các anh chị Và kéo Hồng chậm, Anh kéo về phía cuối thì coi như là nó đã chạy rất là nhanh nha các anh chị. Thì các anh chị sẽ để gì ạ? Để cái chữ nó chạy Và đúng Hồng Anh như luôn luôn cái tự lời mà các hào. chị nói nhá. Ok không ạ? Thì khi các anh chị bắt đầu một cái video với cái khung như thế này thì các anh chị có thấy là cái chữ nó đang chạy đúng không ạ? Đó, chữ nó sẽ chạy như thế này nha các anh chị. Rồi ạ, và nếu như các anh chị muốn làm sao ạ? Các anh chị muốn là cái dòng chữ này nó sẽ không ở một cái khung nền màu màu vàng nữa, mà nó sẽ ở một cái khung nền khác, thì các anh chị có thể là thử ở cái cách này nha các anh chị. Xóa đi nha các anh chị này. Các chị sẽ vào vào thêm văn bản này. Các chị đánh chữ này. Dropy có bí hiểm như bạn nghĩ. Thì sau đó các anh chị kéo xuống phía cuối này. Các chị kéo xuống phía cuối nó sẽ có phần bong bóng nha các anh chị. Nó sẽ có phần bong bóng ở phía cuối này. Mình sẽ bỏ cái phong cách đi, quay về chữ đơn nhé. Rồi sau đó thì các anh chị vào bong bóng này. Đây là các anh chị này, các chị nhìn ở đây nó sẽ có rất là nhiều các cái khung hình mà sẽ có được các cái dòng chữ ở bên trong. Thì các anh chị có thể chọn. Đó, ở đây có rất là nhiều nha các anh chị. Có rất là nhiều những cái khung hình như thế này. Thì các anh chị có thể lựa chọn. Có ví dụ như thế này đi ạ. Sau đây các anh chị chọn cái hình này đúng không ạ? Thì các anh chị zoom to nó ra. Cũng giống như là cái video mà vừa nãy Hồng Anh có cho các chị xem, mà Hồng Anh có làm bằng cái ứng dụng này ạ, bằng cái thanh công cụ này. Đó. Thì các anh chị có thể là zoom to, zoom nhỏ tùy ý nhé các anh chị, zoom to, zoom nhỏ tùy ý. Hoặc nếu như các anh chị là muốn là cái từ dropy có bí hiểm như bạn nghĩ không thì nó to hơn để mà nó ngắn lại. Thì các anh chị làm sao ạ? Các anh chị vào lại cái dòng chữ này. Các anh chị giãn cách dòng nó ra. Có bí hiểm từ như bạn nghĩ xuống dưới dòng đi ạ. Sau đấy thì các anh chị tích V ra đi. Rồi sau đấy thì các anh chị zoom to ra để cái chữ này nó xuất hiện to hơn. Ok không ạ? Đó là cách xuống dòng. Thế thì khi các anh chị muốn là cái từ dropy này có bí hiểm như bạn nghĩ không, và nó sẽ xuất hiện nó xuất hiện bằng với cái hiệu ứng động, thì các anh chị sẽ bấm vào nó nha các anh chị. Sẽ bấm vào ở cái thanh công cụ ở phía cuối các anh chị. Các anh chị nhìn màu cao không? Anh đang bấm này, nó đang nhảy này các anh chị. Các anh chị bấm vào đây, các anh chị kích đúp vào đây. Kích đúp vào cái dòng này thì nó sẽ hiện ra như thế này. Sau đấy thì các anh chị sẽ chọn chọn sang hiệu ứng động. Và mình sẽ chọn hiệu ứng động giống như vừa nãy các anh chị. Và Hồng Anh luôn luôn tự hào. Đó, thì các anh chị có thấy là cái chữ đang chạy đúng không ạ? Các anh chị nhìn thấy không ạ? Từ dropy có bí hiểm như bạn nghĩ không, vì nó đang chạy với hiệu ứng động. Ok không ạ? Tiếp theo, khi mà các anh chị biết rằng là các anh chị chúng ta viết một cái câu nào đó để xuất hiện trong video bằng cái việc là các anh chị cho khung hình, hoặc là các anh chị cho nền vàng, hoặc nền hồng, nền đen gì ạ, rồi là các anh chị sẽ làm một cái cách là cái hiệu ứng chữ đó nó sẽ chạy, là các anh chị cũng đã biết cách rồi nhé các anh chị. Và tiếp theo, để các anh chị các anh chị muốn là cho một cái hình nó xuất hiện cùng với cái lời mà các anh chị nói đúng không ạ, thì các anh chị sẽ vào các anh chị sẽ back lại quay màn hình về chính,
Thì các chị nhìn ở phía cuối của màn hình có mũi tên bên trái này các chị. Mũi tên bên trái này. Các chị bấm về ban đầu này. Sau đấy thì các chị có nhìn thấy cái từ lớp phủ không ạ? Các chị có nhìn thấy cái từ lớp phủ ở phía cuối màn hình không ạ? Cái từ lớp phủ này các chị bấm vào lớp phủ nhá. Sau đấy thì các chị sẽ bấm gì ạ? Bấm vào thêm lớp phủ này. Sau đấy thì các chị sẽ bấm sang cái mục hình ảnh. Bấm sang mục hình ảnh ở giữa, bấm sang mục hình ảnh ở giữa. Và các anh chị chọn cái hình ảnh mà các anh chị đã lưu sẵn về video của mình rồi, lưu sẵn về kho ảnh của mình rồi, đúng không ạ? Ví dụ các anh chị muốn nói về Dropy đúng không ạ? Thì những cái nào mà liên quan đến Dropy đúng không ạ? Cái nào mà liên quan đến Dropy thì các anh chị ạ, các anh chị chọn. Hôm anh đấy ví dụ một hình ảnh như thế này đi ạ, các anh chị chọn vào này. Các anh chị bấm tích này, tích tích vào nó này, sau đấy các anh chị bấm chữ thêm ở góc cuối của màn hình. Bấm vào chữ thêm này. Thì sau đấy thì cái hình ảnh này nó sẽ xuất hiện lên trên màn hình. Một là các anh chị muốn là nó sẽ xuất hiện là tràn cái màn hình ra thì chúng ta sẽ dùng hai ngón tay của mình đúng không ạ? Chúng ta zoom to nó ra và các anh chị kéo kéo làm sao mà nó full đủ, nó khớp đúng với lại cái dòng chữ này. Khớp với lại cái khung hình đỏ nhá các anh chị, khớp với khung hình đỏ này để nó full dạng, nó full toàn cái hình này ra màn hình. Sau đó thì các anh chị sẽ chọn cái hiệu ứng động cho cái bức ảnh này là nó sẽ xuất hiện vào trong video nó như thế nào. Thì các anh chị nhìn phía cuối của màn hình, các anh chị có nhìn thấy cái dòng hiệu ứng động không ạ? Phía cuối của màn hình sẽ có cái dòng hiệu ứng động này, các anh chị bấm vào hiệu ứng động này. Sau đấy thì ở đây nó sẽ có ba cái thanh công cụ, đó là vào, ra và kết hợp. Thì các anh chị sẽ vào từng cái mục này, các anh chị xem là cái ứng dụng, cái hiệu ứng động này, cái nào mà các anh chị cảm thấy nó phù hợp thì các anh chị chọn. Hồng Anh ví dụ này. Ví dụ như các anh chị chọn một cái là nó sẽ phóng to dần ra. Các chị nhìn thấy nó chạy không ạ? Và các anh chị nhìn thấy phía cuối của màn hình nó sẽ có cái thanh công cụ màu xanh phía dưới thanh ngang á. Nó kéo sang trái và nó kéo sang phải để nó điều chỉnh cái tốc độ của cái bức ảnh này nó xuất hiện ra trên màn hình. Nó là nhanh hay nó là chậm. Kéo về bên trái thì sẽ là nhanh mà kéo về bên phải thì nó sẽ là chậm nha các anh chị. Thì các anh chị có thể thử này. Và Hồng Anh luôn luôn tự hào và... Đó, thì các anh chị đã thấy rằng là cái bức ảnh này khi mà các anh chị chúng ta lồng vào trong video thì nó sẽ xuất hiện như thế nào chị ạ? Nó sẽ có rất là nhiều các ứng dụng ở đây nha các anh chị. Có thể là từ trái sang này. Và Hồng Anh luôn luôn tự hào và hoàn... Rồi ạ, có thể là xuất hiện Và Hồng kéo này. Anh luôn luôn tự hào và hoàn... Đây là các ứng dụng nha các anh chị. Và Hồng Anh luôn luôn tự Và Hồng Anh luôn luôn tự hào. Đó, thì đó là cái cách mà các anh chị gì ạ? Đó là cái cách mà các anh chị cho một bức ảnh vào trong cái video. Hoặc là nếu như mà các anh chị gì ạ? Không muốn cái bức ảnh này nó full màn hình mà các anh chị chỉ muốn nó xuất hiện ở một góc nhỏ thôi. Thì các anh chị gì ạ? Sẽ dùng hai ngón tay của mình các anh chị kéo nhỏ nó lại. Kéo nhỏ nó lại. Để mà nó chỉ xuất hiện gì ạ? Nó xuất hiện ở một góc của màn hình, trên hay là dưới hay trái hay là phải thì tùy các anh chị. Các chị đặt ở đâu thì nó sẽ xuất hiện ở đó nha các anh chị. Đó thì ví dụ nha các anh chị đặt ở góc trái này đi đúng không ạ? Thì chúng ta thử nhá. Đó thì các chị nếu nó đã xuất hiện nha các anh chị. Nó đang chuyển động này. Đó, ok không ạ? Thì đó là cái cách mà các anh chị sẽ cho một bức ảnh vào trong video là như thế nào nha các anh chị. Full ra toàn màn hình rồi này, hoặc là gì ạ? Hoặc là cho cái bức ảnh đó nó nhỏ lại nha các anh chị, thì các anh chị đã biết rồi nhá. Rồi cái tiếp theo nữa. Cái tiếp theo nữa các anh chị, để mà các anh chị ạ, các anh chị muốn là chèn một cái video nữa vào trong cái video của các anh chị. Ví dụ như là giống như là vừa nãy Hồng Anh cũng đã có làm một cái video mà giống như gì ạ? À, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam có nói về dropshipping như thế nào. Hoặc là ví dụ như các anh chị muốn chèn một cái video nào đó với cái nội dung khác thì làm như thế nào ạ? Thì các anh chị làm sao ạ? Thì cái video đó nó phải chèn vào, một là nó sẽ chèn, nếu như các anh chị muốn chèn vào giữa thì các anh chị sẽ phải tách đôi video này của các anh chị ra, các anh chị lưu từng đoạn video một tách ra nhé các anh chị. Ví dụ này các anh chị, hoặc là ví dụ các anh chị muốn cho vào đoạn cuối video này nhé các anh chị, muốn cho vào đoạn cuối video này một cái video gì ạ, một cái video kèm theo, hoặc là một cái video nó cũng xuất hiện như một bức ảnh này. Ví dụ như ở đây đó, ví dụ đoạn này các anh chị muốn cho một cái video vào nhé các anh chị, thì các anh chị sẽ quay lại back lại cái gì ạ? Thấy cái thanh công cụ chính bằng cái mũi tên góc trái của màn hình này, chúng ta back lại này. Sau đấy thì các anh chị vẫn là vào gì ạ? Vẫn vào thêm lớp phủ. Sau đó thì bấm tiếp vào thêm lớp phủ này. Sau đấy thì các anh chị chọn gì ạ? Các anh chị chọn sang video và các anh chị sẽ cho một video lồng vào. Ví dụ video này các anh chị tích vào. Sau đấy thì các anh chị bấm là bấm thêm này. Sau đấy thì các anh chị sẽ di chuyển cái video này lên trái, lên phải, qua trái hoặc là qua phải thì tùy ý các anh chị. Và các anh chị sẽ cho gì ạ? Cho zoom nhỏ xuống để mà nó không che mất mặt mình. Rồi ok, các anh chị có thể là để giữa này. Ví dụ là như thế này. Thì các chị thấy là khi mà các anh chị nói đúng không ạ? Hoặc ở đây các anh chị có thể nói là
video này nó đang nói đến cái nội dung gì và nó đang chạy thì các anh chị gì ạ? Các anh chị nói thì video nó cũng sẽ xuất hiện cùng với các anh chị như thế này. Và các anh chị muốn là cái video này nó xuất hiện vào trong cái video của các anh chị bằng hiệu ứng như thế nào thì các anh chị vẫn cứ chọn vào gì ạ? Chạm vào cái video này, sau đấy thì ạ, chọn hiệu ứng động này. Ví dụ là chuyển sang hiệu ứng động của kết hợp đi ạ. Các anh chị chọn này. Tháng 12 này, một sự xuất hiện được chờ đón nhất, một màn lộ diện không. Đó, thì các anh chị có thể thấy là đây là một cái video mà sẽ giúp gì ạ? Sẽ giúp cho các anh chị làm một cái video nó xuất hiện vào trong cái video của các anh chị. Tháng 12 này, một sự xuất hiện được chờ đón nhất, một màn. Rồi ạ, thì các anh chị hiểu cái cách mà làm như thế nào để cho một bức ảnh vào, làm thế nào để cho một cái video vào trong cái gì ạ? Trong cái video của các anh chị chưa ạ? Các chị comment nhé, không thì em cứ thao thao bất tuyệt, em cứ nói lát quay ra là các anh chị không hiểu gì á. Thì nghe chị hướng dẫn luôn cho mọi người là mình nói nhưng mà cái video đó có chạy nhưng mà cái âm thanh của video đó không có đấy, thì mình Rồi kéo ạ. cái âm thanh của video Thế về và thì chị cái ví dụ video như này để cái video này mà nó gì ạ? Nó không có tiếng nha các anh chị, thì các anh chị chạm vào đây này. Các chị chạm vào cái video này. Sau đấy thì các anh chị có nhìn thấy phía cuối không ạ? Có cái từ âm lượng á các anh chị. Phía cuối màn hình nó sẽ có từ âm lượng. Sau đấy các anh chị bấm vào âm lượng, các anh chị chuyển về cái âm lượng này về mà Hồng Anh đang làm, tiếp tục cống cái hiến hơn video nữa này để thì góp nó phần đang đưa group. thì cái video này này các anh chị nó đang xuất hiện mà nó diện và nó không có tiếng nhé các anh chị. Để góp phần đưa Dropy trở thành một Đó. Uber trong lĩnh vực kinh Thì doanh Hồng Anh đã tắt online. gì ạ? Không Hồng chỉ Anh đã tắt cái tiếng của video đó đi rồi nha các anh chị. rồi, Ok không ạ? và chị cho mọi người biết luôn cái cách là ví dụ cái video đó mình chỉ cho một đoạn như vậy thôi thì mình cắt cái đoạn video đó đi chị. Không thì mọi người không Rồi. biết là mọi người cái này nó chạy hết đấy. Ví dụ như các anh chị chỉ muốn là nó xuất hiện một đến đoạn này thôi đúng không ạ? Ví dụ các anh chị muốn nó xuất hiện đoạn này thôi này. Thì các anh chị gì ạ? Các chị có thể nhìn thấy cái thanh công cụ màu trắng dọc ở giữa màn hình không ạ? Các anh chị muốn là video này nó xuất hiện đến đâu thì các anh chị dừng ở đó. Ví dụ các anh chị dừng ở đây này. Thì các anh chị nhìn thấy là cái thanh công cụ ở phía cuối của màn hình có cái từ tách ấy các anh chị. Thì các anh chị sẽ chạm vào tách này. Thì sau đó thì nó sẽ thể hiện một cái đoạn thanh công cụ phía cuối này nó được bao phủ bởi một gì ạ? Bởi cái đường viền màu trắng á. Thì sau đấy các anh chị sẽ nhìn ở phía cuối của màn hình nó sẽ có chữ xóa. Thì các anh chị sẽ xóa cái đoạn này đi. Thì khi đó là gì ạ? Khi đó thì nó chỉ xuất hiện một đoạn của video như thế này thôi. Hoặc ví dụ một cái đoạn video dài như thế này, các anh chị muốn gì ạ? Các chị chỉ muốn lấy cái phần giữa thôi, không lấy đầu cũng không gì ạ, không lấy đuôi đúng không ạ? Thì các anh chị gì ạ? Ví dụ đến đoạn này, đoạn đầu này các anh chị muốn gì ạ? Muốn cắt nó đi thì các anh chị chạm vào nó này. Đây là đến đoạn đầu này, đúng không? Các anh chị muốn cắt cái đoạn đầu này đi. Đúng không ạ? Các anh chị chạm vào nó này, muốn cắt đoạn này đi này thì các anh chị bấm vào tách này. Sau đấy thì các anh chị sẽ chạm vào cái phần đầu của video này. Các anh chị xóa nó đi. Sau đó thì các anh chị gì ạ? Kéo đến cái đoạn này, các chị chỉ muốn lên đến đây thôi. Và đoạn cuối các anh chị muốn xóa nó đi thì các anh chị chạm vào, các anh chị bấm vào tách. Sau đó gì ạ? Các anh chị xóa đoạn cuối đi. Vậy thì nó chỉ còn lại một cái khoảng ở giữa thôi các anh chị. Nó chỉ còn cái khoảng video ở giữa nha các anh chị. Ok không ạ? Nhưng cho anh hướng dẫn nốt cho anh chị em cái chỗ này, nhưng cái khoảng ở giữa này nó đang lại không khớp với cái lời trên nói ấy, thì các anh chị kích trực Thì tiếp các anh ngón chị tay vào kéo nó rồi ra. các anh chị chạm vào này, các anh chị chạm vào cái đoạn video này này, các anh chị kéo nó về đằng đằng trước, sau đấy gì ạ, các anh chị lùi lại này, các anh chị đẩy nó về đến cái gì ạ, đến cái phần thời lượng mà các anh chị muốn nói đến nó, ok không ạ? Các anh chị sẽ chạm vào nhá, mình sẽ chạm vào cái video này, các anh chị nhìn thấy cái thanh công cụ màu trắng nó bao phủ với cái đoạn video đấy chưa ạ? Các anh chị sẽ dùng ngón tay của mình gì ạ, kéo nó về đằng sau hoặc là kéo nó về đằng trước đến cái thời lượng video đoạn nào các chị nói đến thì các chị dừng lại. Và khi các anh chị gì ạ? Khi các anh chị chỉ nói đến là cái đoạn 0008 giây đúng không ạ? Mà nó gì ạ? Nó đang ở gì ạ? Quá là 10 giây đúng không ạ? Thì các anh chị sẽ chạm vào phần cuối của cái đoạn video này, các anh chị đẩy nó về, các anh chị kéo nó về phía trước, mình sẽ dừng đúng ở phần 0008 giây này. Ok không ạ? Ok không các anh chị? Các anh chị đâu hết rồi ạ? Ok không ạ? Rồi ok rồi ạ. Đó thì các anh Thì chị là nó rồi rất là chị Hồng đơn Anh giản rồi. hướng dẫn cho mọi người là cái chạy chữ á. Cái chạy chữ mà để lồng có nghĩa là một cái đoạn video mà nó sẽ cho chạy chữ cả toàn cái video luôn hả mentor? Đúng rồi chị.
Rồi thế thì hôm nay sẽ xóa cái phần này đi này, xóa lại đi này để các anh chị làm cái phần tiếp theo nhé. Rồi khi mà các anh chị muốn một cái video mà các anh chị đang nói đúng không ạ, thì các anh chị muốn là cái lời mà các anh chị nói nó sẽ chạy lên trên video này, thì các anh chị nhìn thấy không ạ? Rồi các chị này, các chị vào văn bản này, các chị quay về màn hình chính nhá, quay về màn hình chính này, các chị vào văn bản này, các anh chị có nhìn thấy không ạ? Các anh chị có nhìn thấy là chú thích tự động không ạ? Thanh công cụ thứ ba, thanh công cụ thứ ba chú thích tự động, các anh chị bấm vào chú thích tự động. Sau đó thì các anh chị sẽ bấm gì ạ? Bấm vào bắt đầu này các anh chị. Thì khi đó thì các phụ đề nó sẽ đang được tạo tự động. Khi mà nó tạo tự động đến 100% rồi thì nó gì ạ? Nó sẽ xuất hiện tất cả những cái lời các anh chị nói, nó sẽ nằm ở phía cuối này. Nhưng các chị có thể nhìn đúng không ạ? Nhưng các chị nhìn này, như các chị nhìn thấy cái từ là vào Hồng Anh luôn luôn tự hào, thì cái từ gì ạ? Cái từ tự hào đó thì chữ O nó đang nằm ở phía dưới của gì ạ? Còn dưới của đoạn văn bản rồi. Thì như vậy là nếu như các anh chị để như thế này, các anh chị không chỉnh sửa thì gì ạ? Thì cái chữ nó chạy nó sẽ không có ý nghĩa. Thì chính vì vậy mà bắt buộc các anh chị chúng ta phải chỉnh sửa từng đoạn văn bản một. Thì các anh chị sẽ chạm vào nhé các anh chị. Các anh chị sẽ chạm vào này. Chạm vào chính nó này, chạm vào chính nó này, khi nào nó xuất hiện cái khung màu trắng này. Sau đấy thì các anh chị bấm gì ạ? Kích đúp này. Chị bấm kích đúp nhá. Thì các anh chị sẽ sửa vào đầu tiên văn bản đúng không ạ? Từ chữ đầu chữ cái viết hoa. Và Hồng Anh luôn luôn tự hào đúng không ạ? Thì cái từ tự hào này, cái từ hào này nó đang bị gì ạ? Nó đang bị lỗi. Thì các anh chị có thể bấm là vào cái từ luôn này các anh chị bấm dấu cách. Đặt gì ạ? Trước cái từ tự này, bấm dấu cách để cho cái từ gì ạ? Bấm đến khi nào từ thấy cái từ tự hào nó xuất hiện xuống dòng cuối nhá các anh chị. Nó sẽ xuất hiện xuống phía dưới. Rồi ạ. Khi mà các anh chị gì ạ? Một cái văn bản mà các anh chị như thế này thì nó mới có nghĩa. Còn nếu như mà không để cái gì cái từ tự hào mà trong cái đó thì cái từ o nó ở phía cuối rồi thì sẽ không ok nhé các anh chị. Sau đó thì các anh chị sẽ phải chỉnh sửa gì ạ? Sang cái phần dạ, sang cái phần là cái phần phông chữ này, các anh chị bấm vào phông chữ này. Các anh chị chọn gì ạ? Chọn nền tảng. Khi mà các anh chị chọn vào nền tảng rồi mà nó vẫn bị gì ạ? Vẫn bị lỗi như này thì mình sẽ chạm vào đây nhé các anh chị, vào cái khung này. Mình bấm cách ra để mà nó đi xuống dòng nhé các anh chị. Bấm ra để cho cách dòng này, sau đấy các anh chị bấm vào tích V này là xong này. Sau đấy các anh chị kéo xuống phía dưới. Kéo xuống phía dưới. Và khi các anh chị muốn là cái chữ này mà nó chạy ở trên màn hình mà nó bị lẫn bởi gì ạ? Lẫn bởi thứ nhất là cái màu áo của các anh chị nó không nổi được cái chữ đó lên, thì các anh chị sẽ thay đổi cái màu chữ hoặc là gì ạ? Hoặc là cho cái chữ này nó xuất hiện trên một cái nền màu vàng hoặc màu xanh màu đỏ gì đó. Thì các anh chị bấm lại vào nó này. Bấm lại vào nó này, các anh chị chọn sang phong cách này. Thì các anh chị sẽ chọn màu chữ ở đây. Ở thanh công cụ phía cuối này thì sẽ là chữ đơn nha các anh chị. Chữ đơn và màu khác. Các chị có thể nhìn thấy là chữ đang đổi màu này. Các chị bấm vào các màu nào thì nó sẽ chuyển sang màu đó. Ok không ạ? Các chị bấm vào màu nào thì nó sẽ đổi sang màu đó này. Thế còn là các cái chữ T mà đang có rất là nhiều cái khung màu ở đây thì các chị bấm vào thử này. Thì đây đó là gì ạ? Đây đó là cái chữ được gì ạ? Được bao viền nha các anh chị. Hoặc là các anh chị muốn là với chữ đơn sắc. Với chữ đơn sắc thì mình sẽ bấm vào dấu gì ạ? Vào dấu tròn này, các chị dấu tròn đầu tiên này. Sau đấy thì các anh chị kéo xuống phía cuối này. Các anh chị sẽ chọn gì ạ? Chọn màu vàng đi ạ. Thì đây sẽ là gì ạ? Sẽ cái chữ nó xuất hiện trên một cái khung nền. Xuất hiện trên một cái khung nền để mà gì ạ? Để cho gì ạ? Cho người người xem cái video này nó nhìn được rõ ràng hơn. Ok không các anh chị? Và để cái chữ này mà các chị muốn là nó chạy có hiệu ứng thì giống như ban đầu Hồng Anh có hướng dẫn các anh chị ấy, đó là cái thanh công cụ ở phía cuối này này các chị. Các chị vào hiệu ứng động này. Các chị bấm gì ạ? Chữ Và Hồng Anh luôn luôn tự hào. Và Hồng Anh luôn luôn tự hào. Và Hồng Anh luôn luôn tự hào. đó, nhanh hay chậm Và Hồng Anh thì luôn luôn tự thế này nha các anh chị, nhanh hay chậm cái chữ Và Hồng Anh luôn luôn tự hào này là xuất hiện nhanh hay chậm thì các anh chị sẽ điều chỉnh ở cái thanh công cụ dạng màu xanh phía dưới này. Ok không ạ? Và tiếp theo những cái dòng phía cuối này cũng vậy, các anh chị cũng sẽ gì ạ, cũng sẽ phải tự thao tác chỉnh sửa lại từng đoạn văn bản này một cho gì ạ, cho đến hết video thì thôi. Nếu như anh chị nào muốn gì ạ, muốn làm gì ạ, muốn làm cái các cái đoạn văn bản các anh chị đọc để nó xuất hiện lên trên gì ạ, trên màn hình nó chạy chữ thì các anh chị sẽ làm như vậy. Ok không ạ? Ok không các anh chị? Rồi ok rồi nhá các anh chị, đến phần này là mình sẽ ok rồi nhá. Và gì ạ, và nếu mà khi mà mình bỏ cái đoạn này đi các anh chị, hôm nay bỏ cái này đi để hướng dẫn các anh chị tiếp này. Rồi khi các anh chị chúng ta làm được đến đây rồi này, thì bây giờ sẽ làm như thế nào để mà các anh chị gì ạ? Các anh chị ghép nhạc được vào trong video.
Làm thế nào để ghép nhạc được vào trong video thì sẽ có hai hình thức. Một là các anh chị sẽ lấy nhạc trực tiếp từ CapCut. Hai là các anh chị sẽ lấy nhạc từ trên TikTok về để mà các anh chị cho vào trong video này. Thì khi mà các anh chị gì ạ, các anh chị cho nhạc vào trong gì ạ, trong cái video này thì các anh chị nhìn thấy phía cuối của màn hình nó sẽ có một cái phần nữa là phần âm thanh. Thì các anh chị chạm vào trong âm thanh này. Sau đấy thì các anh chị bấm vào âm thanh này. Ở đây thì nó sẽ có nhạc âm thanh sẵn của gì ạ, của CapCut. Ở đây thì nó sẽ có gì ạ, có nhạc Black Friday này, du lịch này, vlog này, tươi mới, chữa lành, vớm áp. Thì các anh chị sẽ vào từng trong những cái mục này, các anh chị lựa chọn cho mình một cái dòng nhạc nào mà nó phù hợp với video của các anh chị. Ví dụ, các anh chị vào tươi mới này, các chị nghe thử. Bấm vào dấu cộng màu xanh thì cái nhạc này nó sẽ diện xuất hiện vào trong video của các anh chị. Và các anh chị sẽ có một thao tác nữa mình cần phải chỉnh sửa, đó là các anh chị chạm vào cái thanh nhạc này, chạm vào cái thanh nhạc này, sau đó thì các anh chị diện bấm vào âm lượng ở phía cuối của màn hình này, các anh chị bấm vào âm lượng này, các anh chị điều chỉnh cái âm lượng này nhỏ xuống và các anh chị sẽ thử. Ví dụ các anh chị để ở mức độ ví dụ như là âm lượng ở đây là 20. Và Hồng Anh luôn luôn tự hào và hoàn toàn yên tâm về công việc mà Hồng Anh đang. Đó, và các chị nghe thử xem là cái giọng mà các chị nói với lại cái đoạn âm nhạc đó thì giọng các chị to hơn hay là nhạc to hơn. Nếu mà nhạc to hơn thì các chị nhỏ chỉnh nhỏ xuống, còn nếu mà nhạc nhỏ quá thì các chị tăng âm lượng lên, ok không ạ? Khi mà các chị điều chỉnh âm lượng xong rồi thì các chị bấm diện bấm tích V thì đó đã hoàn thành cái việc mà các chị chúng ta cho cái video cho cái nhạc vào trong video rồi. Nhưng tuy nhiên cái đoạn nhạc này có thể là nó ngắn hoặc có thể là nó quá dài. Nếu như một đoạn video mà nhạc của các chị nó quá dài như thế này đúng không ạ? Hết video rồi mà nhạc vẫn chạy. Thì các chị làm thế nào? Thì các anh chị sẽ để cái thanh công cụ màu trắng ở phía giữa của màn hình này. Nó gì ạ? Nó khớp đúng với cái đoạn video mà gì ạ? Mà các chị không còn nữa. Thì các anh chị sẽ bấm vào nút tách đầu tiên ở phía cuối màn hình. Các chị bấm vào tách này. Sau đó thì các anh chị bấm vào xóa đi. Thì cái đoạn nhạc này nó sẽ khớp với lại đoạn video của các anh chị, nó không bị thừa và nó cũng không bị thiếu. Ok không ạ? Thế còn nếu như mà một cái đoạn video của các anh chị mà cái đoạn nhạc này nó ngắn quá đúng không ạ? Ví dụ như thế này. Khi mà các anh chị cho nhạc vào, đến đây nó hết nhạc rồi. Thì đoạn cuối này các anh chị sẽ làm như thế nào để cho thêm nhạc vào? Thì các anh chị bấm vào cái dòng nhạc đó. Sau đấy thì các anh chị thấy kéo cái thanh công cụ ở phía cuối của màn hình. Các anh chị bấm vào gì ạ? Sao chép nhé các anh chị. Thanh công cụ phía cuối bấm vào sao chép này. Thì khi đó là cái đoạn nhạc này nó sẽ được nhân bản ra tiếp đến đoạn video này. Và khi đó gì ạ? Cái đoạn video này nó vẫn gì ạ? Vẫn bị thừa nhạc. Thì các anh chị ra sao đặt cái thanh công cụ này vào đúng cái điểm nhạc kết thúc này, mình bấm diện mình quay trở lại phần đầu, bấm vào tách và sau đó các anh chị xóa đi. Thì như vậy là các anh chị đã diện đã cho được một cái đoạn nhạc vào đầy đủ trong video của mình rồi. Đến đoạn này thì ok cho các anh chị, ok nha các anh chị. Bây giờ Hồng Anh sẽ hướng dẫn cho các anh chị chúng ta lấy nhạc ở trên diện trên TikTok về như thế nào. Thì Hồng Anh xóa cái đoạn nhạc này đi nhá, Hồng Anh xóa cái nhạc này đi. Thì các anh chị sẽ quay ra TikTok của mình này. Các anh chị quay ra TikTok này. Sẽ có những giai đoạn trong đời bạn liên tiếp gặp những khó khăn, Các anh chị sẽ bấm vào gì những ạ? thất Vào bại cái kính đúp này các anh chị. và cả sự đả kích. Các chị bấm vào kính đúp này. Sau đấy thì các anh chị sẽ tìm cho mình một cái nền nhạc nào đó, ví dụ như nhạc Hàn Quốc, nhạc nhẹ nhàng, nhạc Trung Quốc, nhạc rock, nhạc rap, nhạc gì cũng có nha các anh chị, kể cả là những bài nhạc gì ạ? Kể cả là những bài nhạc có lời. Thế nhưng mà những bài nhạc có lời thì các anh chị phải tìm những cái bài nhạc có lời mà không bản quyền. Bởi vì nếu như các anh chị chọn vào những cái bài nhạc mà có bản quyền thì khi các anh chị đăng lên trên Reel á, thì nó sẽ mất mất tiếng một phần ở một số các quốc gia nha các anh chị. Thì ví dụ như là các anh chị tìm đúng không? Các anh chị tìm ví dụ như là nhạc nhẹ nhàng đi ạ. Ví dụ là như vậy. Sau đó thì các anh chị bấm gì ạ? Các anh chị bấm tìm. Sau đó thì ạ, sau đấy thì các chị lướt một một lượt gọi sao các chị nghe xem là cái nhạc Đẹp nào mà nó lòng sẽ lắm. phù hợp với các anh chị. Muốn lần bên em hơn. Ví dụ như là nhạc này các chị. Ví dụ là nhạc này các anh chị. Thì các anh chị gì ạ? Các anh chị nhìn đến phía cuối của màn hình này. Màn hình nha các anh chị, phía cuối của màn hình sẽ có mũi tên gì ạ? Mũi tên bên phải nha các anh chị, ở thanh công cụ gì ạ?
Các anh chị nhìn thấy mũi tên bên phải không ạ? Phía cuối màn hình này. Các anh chị bấm vào đây này. Khi nào mà nó sẽ xuất hiện cái từ là lưu video ở phía cuối của màn hình nha các anh chị, bên cạnh cái từ báo cáo á. Bao giờ mà nó sẽ xuất hiện cái từ lưu video này thì các anh chị bấm vào lưu video này để các anh chị lưu lại. Rồi các anh chị chờ nhá, khi mà nó đang lưu xong rồi thì nó sẽ báo lên trên màn hình như thế này là các anh chị đã lưu được video rồi. Thì sau đó các anh chị gì ạ? Các anh chị sẽ thoát ra ngoài màn hình này, các anh chị quay trở lại CapCut. Quay trở lại CapCut này thì các anh chị có thể nhìn thấy ạ, các anh chị kéo về video ban đầu nhá, kéo về video ban đầu này. Thì các anh chị nhìn thấy cái từ đã trích xuất không ạ? Cái từ đã trích xuất ở phía cuối màn hình bên cạnh cái từ lồng tiếng á các anh chị bấm vào đã trích xuất này. Thì khi đó nó sẽ hiện ra cái video mà vừa nãy các anh chị lưu về. Ở phần đầu tiên ấy các anh chị chạm vào nó. Các chị lại mất chia sẻ rồi các anh chị. Các chị chờ chút không anh chia sẻ lại nhỉ. Rồi sau đấy thì các anh chị bấm gì ạ? Các anh chị bấm vào cái từ chỉ nhập âm thanh ở phía cuối của màn hình nhé các anh chị bấm vào chỉ nhập âm thanh này. Sau đó thì cái âm thanh này nó đã được thêm vào nha các anh chị, các anh chị nghe thử này. Và Hồng Anh luôn luôn tự hào và hoàn toàn yên tâm về công việc mà Hồng Anh đang làm. Tiếp tục cống hiến hơn nữa để góp phần đưa Tropy trở thành một Uber trong lĩnh vực kinh doanh online. Rồi ok không ạ? Sau khi đó thì các anh chị sẽ chạm vào cái âm thanh này và chọn vào âm lượng để mà cho cái âm lượng này nó giảm xuống để cho nó phù hợp với lại gì ạ? Để cho cái gì ạ? Để cho cái lời nói của các anh chị nó được nổi bật lên. Và Hồng Anh luôn luôn tự hào và hoàn toàn yên Và Hồng Anh luôn luôn tự hào và hoàn toàn yên tâm về cùng. Rồi khi các anh chị chọn cái âm lượng này nó phù hợp rồi, các anh chị bấm tích V thì là gì ạ? Thì là các anh chị đã thêm được một cái đoạn video, à, một cái đoạn âm nhạc này vào trong video của mình rồi. Và nó ngắn hay nó dài thì vừa nãy Hồng Anh cũng đã hướng dẫn các anh chị rồi. Ngắn thì các anh chị vào sao chép để cho nó dài cái cơm âm thanh này ra. Sau đó dài quá thì mình sẽ bấm cắt đi nha các anh chị. Ok không ạ? Rồi phần này ok nha các anh chị. Đó thì các anh chị muốn là mình tìm những cái video là những cái âm thanh nào ở trên TikTok thì các anh chị cứ lên TikTok các anh chị lưu video về, sau đó thì các anh chị làm cái cách vừa rồi thì mình sẽ có được những cái nền nhạc nó khác đi nha các anh chị. Không thì chúng ta làm cái nền nhạc trên trên CapCut thì nó sẽ không có được sinh động. Thì mình sẽ bằng cách mình lên TikTok mình sẽ lấy các nội dung video về để mình cho nhạc vào thêm video của mình, ok không ạ? Rồi tiếp theo nữa sẽ là một cái phần nữa mà hướng dẫn cho các anh chị chúng ta lồng tiếng vào trong video. Ví dụ khi các anh chị chúng ta làm ở một trong những cái video mà các anh chị ở một cái nơi mà nó quá ồn, đúng không ạ? Thì các anh chị làm cái video thì nói nó sẽ không được gì ạ, nó sẽ không được rõ. Hoặc là giọng của các anh chị hôm nay bị khàn tiếng hoặc các anh chị chúng ta đau họng chẳng hạn, thì các anh chị gì ạ, có thể cầm trên tay dòng sản phẩm của Ibana, đúng không? Các anh chị có thể là làm các cái động tác nào đó để có thể thể hiện được cái gì ạ, có cái sản phẩm đó. Sau đó thì khi các anh chị làm được một video rồi thì các anh chị muốn lồng tiếng vào để các anh chị giới thiệu về cái dòng sản phẩm Ibana mà các anh chị đang có ở trong tay là như thế nào. Thì các anh chị gì ạ? Các anh chị cho lấy video, cách lấy video và CapCut thì các anh chị biết lấy rồi đúng không ạ? Thì sau khi mà cái video của các anh chị được cho vào như thế này rồi thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ vào cái phần lồng tiếng ở cái thanh công cụ phía cuối của màn hình nha các anh chị. Có cái từ lồng tiếng ở góc cuối ạ. Thì các anh chị sẽ bấm vào đây này. Sau đấy thì các anh chị sẽ gì ạ? Chạm tay vào cái chiếc mic này. Các chị chạm tay vào cái chiếc mic này thì khi đó là các cái dây nó đang được chạy nha các chị có thể thấy không ạ? 3, 4, 5 dây nó đang chạy. Thì khi mà các anh chị đang nói thì đồng nghĩa cái việc là cái giọng nói của các anh chị, cái đoạn văn bản mà các anh chị muốn truyền tải đến cái video này thì nó đang được ghi lại rồi. Và khi nào đến hết video thì các anh chị là sao ạ? Các anh chị thả tay ra. Thì khi đó là cái đoạn ghi âm này nó đã được ghi âm vào trong video của các anh chị rồi. Sau đó thì các anh chị bấm vào tích V. Ok không ạ? Thì khi đó thì nó sẽ có một cái đoạn nó giống như là cái dòng âm thanh nó sẽ xuất hiện ở phía dưới ở cái thanh ở cái gì ở cái đoạn video này nha các anh chị, bởi vì là Hồng Anh đang chia sẻ nên là nó sẽ không gì ạ, nó sẽ không lưu được vào đây nha các anh chị. Thế còn đâu là khi mà các anh chị chúng ta bấm vào lồng tiếng sau đi các anh chị bấm xong thì nó sẽ xuất hiện ở phía dưới của cái video này, nó giống như một đoạn nhạc các anh chị. Ok không ạ? Đến đoạn này thì các anh chị cũng đã biết cách là cái ta lồng tiếng vào trong video chưa ạ? Ok chưa các anh chị? Đó thì đó là những cái cách mà cơ bản để Hồng Anh hướng dẫn với các anh chị thì cơ bản là các anh chị sẽ có được những cái thao tác cơ bản để các anh chị làm là những cái video đơn giản nhất. Và cái quan trọng là các anh chị chúng ta sẽ cần phải mày mò hai cái ứng dụng này. Thứ nhất là mày mò CapCut để làm sao ạ? Để mà làm video được trơn tru và nhuần nhuyễn hơn và sẽ có được những cái video và với những cái hình ảnh đẹp. Cái thứ hai nữa là các anh chị sẽ cần phải mày mò CapCut. CapCut thì nó sẽ có rất là nhiều các cái thanh công cụ, các cái ứng dụng, các cái nền màu chữ rồi các
cách mà cái chữ xuất hiện như thế nào thì nó đều ở có ở trong CapCut hết. Thì các anh chị sẽ cần phải gì ạ? Sẽ cần phải làm video, sau đó thì mình cho vào CapCut, và các anh chị cứ bấm thử các thanh công cụ đi ạ, nó sẽ không mất cái gì của các anh chị. Nên là mình cứ bấm bấm tất cả mọi mọi cái thanh công cụ để các anh chị tìm hiểu xem là cái thanh công cụ này nó sẽ có chức năng gì, công dụng gì, thì nó sẽ cho ra các anh chị được những cái ý tưởng nha các anh chị. Còn nếu như mà các anh chị chúng ta không thực tập, các anh chị không làm thì các anh chị cũng sẽ không biết được là ý tưởng nó sẽ xuất phát từ đâu đâu ạ. Các anh chị cần phải mày mò hết ứng dụng này nhé các anh chị. Ok không ạ? Đến phần này thì có còn anh chị nào chưa hiểu ở chỗ nào không ạ? Có còn anh chị nào chưa hiểu ở phần nào không ạ? Là các anh chị mình phải thực hành đúng không? Đấy là các anh chị mình sẽ cần phải thực hành. Nếu có một cái cơ hội nào đấy thì cũng có thể là hy vọng là nhà cung cấp sẽ cho một cái buổi nữa, là cái buổi mà chữa bài cho các anh chị. Và khi mà các anh chị đã thực hiện rồi và các anh chị làm, sau đó thì các anh chị có thể là phát một, anh có thể phát một vài cái video lên, sau đó thì chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa với nhau xem là mình đã nói tốt chưa, cái công cụ dụng cụ mình sử dụng đã ok chưa nha các anh chị. Thì đã anh nói ví dụ này, khi mà anh đi quay một cái video ở một ở đây, cái video này ha, thì thực tế là cái quán cà phê nó khá là ồn các anh chị. À, nhưng mà mình vẫn quay và sau đó mình về mình thực hiện, mình lồng tiếng anh chị, nó cũng đơn giản như này các anh chị. Những câu nói dối kinh điển: chị muốn kinh doanh lắm nhưng không có thời gian. Xin thưa là các chị không có thời gian để kinh doanh nhưng thoải mái thời gian để ngủ nướng, để rủ nhau đi cà phê, ăn uống, nhậu nhẹt và tám mọi thứ chuyện trên đời trên Facebook. Nhưng các chị có biết không, chỉ cần bỏ ra từ 30 đến 1 tiếng kinh doanh nghiêm túc cùng Dropy là các chị đã có thêm thu nhập hàng tháng rồi nè. Thứ hai, để chị hỏi chồng chị đã nhá. Ok, vậy thì lúc muốn mua gì chị thích tự tiêu tiền. Đó thì các anh chị thấy là mình sẽ có anh chị nào mình vẫn muốn quay ấy, thì mình có thể thực hiện cái thao tác quay và mình sẽ lồng tiếng nha các anh chị. Rồi thế còn lại về mặt kỹ thuật thì quan điểm của anh rằng là thực tế ra thì nó còn nhiều những cái kỹ thuật nó hơn như vậy nữa. Nhưng mà để mà các anh chị mới bắt đầu và các anh chị học quá nhiều phần kỹ thuật, các anh chị sẽ bị loạn. Và các anh chị cứ áp dụng và các anh chị có thể thực hiện nhiều cách khác nhau á, thì các anh chị sẽ có nhiều cái kinh nghiệm. Vì thực tế rằng là dù anh có học nhiều như thế nào chăng nữa, nhưng nếu mình không áp dụng thì mình cũng sẽ không có cái kinh nghiệm đâu ạ. Nên là các anh chị cứ làm. Và nếu mà các anh chị cần thì các anh chị có thể đề xuất với lại nhà cung cấp là cho các anh chị thêm một cái buổi. Thứ nhất là buổi chỉnh sửa, được không ạ? Rồi là cái buổi mà xem là các anh chị đã làm tốt ở đâu, chưa làm tốt ở đâu, và sau đó là mình có thể là cùng với nhau chỉnh sửa hàng ngày như các anh chị và các anh chị làm đều. Thì tất nhiên là kể cả bản thân anh có nói hay đến như thế nào hay chăng nữa, nhưng bản thân anh không làm thì chắc chắn là về mặt kỹ thuật rồi là về mặt ý tưởng thì cũng sẽ thua các anh chị thôi. Đó nên là tự chung lại câu chuyện ở đây đó là thực hành, đúng không ạ? Làm đều đặn hàng ngày đấy các anh chị, rồi ok. Và các anh chị hãy xem lại cái record này và các anh chị sẽ làm theo thao tác từng bước một. Và sau khi các anh chị làm xong rồi, các anh chị có thể tham gia cuộc thi, các anh chị gửi vào trong nhóm nhà cung cấp và sẽ có thể có thêm một cái buổi nữa là chỉnh sửa được các anh chị nha. Rồi ok, biết ơn chị Hồng Anh sẽ hỗ trợ. Còn anh chị em nào có câu hỏi nữa không thì mình có thể để phần dưới comment nhá. Rồi anh xin nhường lại sân khấu với chị Lan Anh ạ. Ok, cảm ơn mentor rất là nhiều. Cảm ơn các ba sao Hồng Anh nhé. Hai chị em sinh đôi nhưng mà có một kỹ thuật rất là siêu đẳng đúng không chị? Các anh chị ơi, mình hãy thật, mình học được rồi đúng không ạ? Chúng ta hãy thả thật nhiều bông người tim để cảm ơn hai chị em song sinh của Đỗ Ánh và Hồng Anh ạ. Cảm ơn hai chị em rất là nhiều. Ngày hôm nay Lan Anh cũng học được, mặc dù là cũng làm video rồi nhưng mà thỉnh thoảng còn có những cái lỗi. Và hôm nay đã học được những cái lỗi rồi, chắc chắn sẽ khắc phục các anh chị nhé. Cảm ơn ạ. Các anh chị... các anh chị gửi bông thử gửi tim nhé. Và các anh chị ơi, mình hãy điền vào, tại vì nhà cung cấp á, lúc trước là nói là điều kiện là sẽ tham gia 3 buổi đúng không ạ, 3 buổi liên tiếp mà, thì chúng ta sẽ được tham gia cuộc thi nhận quà cùng Avina các anh chị. Nhưng mà hôm nay với cái sự nhiệt tình của các anh chị cho nên là nhà cung cấp đã nới rộng ra, và ngày hôm nay nếu các anh chị muốn giành được quà của nhà cung cấp từ cái việc làm video cho feedback á, thì chúng ta hãy điền điểm danh ngày hôm nay các anh chị nhé. Thêm một buổi ngày hôm nay nữa cho các anh chị điểm danh ạ. Các anh chị hãy điểm danh và mình điền vào form mini game của chương trình ngày hôm nay các anh chị. Em thấy là nhà cung cấp đã gửi trong ạ. Thì Thảo ơi, mình có thể gửi lại cho các anh chị không ạ? Đây này, em có thấy đây các anh chị. Điểm danh buổi đặc biệt ngày hôm nay đúng là ngày đặc biệt đúng không anh chị? Các anh chị sau khi mà học xong rồi, đúng như là mà mentor nói á, nếu như chúng ta học thì nó chỉ nằm ở trên tờ giấy thôi, và ngay ngày mai các anh chị sẽ quên ngay. Đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta thực hành thì cái kỹ thuật đó là của các anh chị, kỹ thuật của hai mentor là sẽ là của các anh chị, đúng không ạ? Có ai là muốn mình
được bán hàng qua video và muốn được tuyển cộng tác viên đại lý giống như là hai mentor không ạ? Đến hoàn toàn từ cái profile cá nhân, từ những cái video ạ. Các anh chị có ai muốn không ạ? Nếu mà muốn thì chúng ta ngay lập tức chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn. Và được một cái ở Robby đó là chúng ta đã có những cái content sẵn đúng không ạ? Nhà cung cấp các anh chị phải tham gia được vào cái group của nhà cung cấp các anh chị. Có thể là giúp Facebook nữa. Cái trang fanpage của các nhà cung cấp á, là họ sẽ hay đăng sẵn những cái content. Những cái bài đó chúng ta sẽ biến những cái bài đó thành video. Tại vì chúng ta đôi khi bận rộn này, đôi khi là bí ý tưởng quá, không nghĩ ra được cái gì để mà nói đúng không ạ? Làm video đã khó rồi mà nghĩ ra được cái ý tưởng để mà nói cho hay á, thì là rất là khó. Nhưng mà với một cái content, nếu các anh chị copy và dán vào cái link của mình, dán vào cái trang của mình thì tất cả nó giống nhau á, thì nó cũng không hiệu ứng không được cao. Nhưng mà với một cái content của nhà cung cấp, chúng ta có thể tạo ra hàng trăm hàng ngàn cái video khác nhau. Với các anh chị thì khi mà đăng lên Facebook họ cũng không biết được đó là các anh chị làm cùng một nội dung đúng không anh chị? Do vậy mà chúng ta phải phải tham gia vào các nhà cung cấp nha các anh chị nha, tham vào nhóm này ở trên khung chat đã có các anh chị, nhóm Zalo rồi là nhóm content luôn ạ, có nhóm content và nhóm Facebook nữa. Các anh chị mình hãy quay video lại và chúng ta đăng đăng và nhớ điền form đăng ký vào, điền form đăng ký thì chúng ta sẽ được nhận quà của nhà cung cấp các anh chị nhé, được không ạ? Và những cái video mà gửi về sớm nhất thì cũng nhận được quà. Những cái video mà có những cái lượt share, lượt lượt like, lượt tương tác nhiều á thì chúng ta cũng sẽ được quà các anh chị. Cho nên là chúng ta phải làm vừa nâng cao cái kỹ năng của mình, thứ hai lại được được quà các anh chị. Bao giờ cái video đầu tiên cũng là cái video mà sau này chúng ta nhìn lại chúng ta thấy mình đã trưởng thành lên rất là nhiều các anh chị. Chúng ta phải cảm ơn cái video đầu tiên, cho nên là chúng ta phải bắt đầu ngay cái video đầu tiên. Thậm chí là không cần phải là video dài các anh chị, không cần phải dài, chúng ta có thể là 1 phút cũng được, 2 phút cũng được, 3 phút cũng được. Chúng ta phải luyện tập từ từ. Nếu như mà mới đầu run quá thì chúng ta làm một phút thôi đúng không ạ? Sau đó là quay tiếp 1 phút nữa là chúng ta ghép lại đúng không ạ? Chúng ta đôi khi là mới mới làm á, thì không thể nói trôi chảy như là mentor Đỗ Ánh được, hoặc là chị Hồng Anh được đúng không? Nhưng mà đến khi mà chúng ta nói nhiều quen, hoặc là chúng ta nói một đoạn chúng ta lại cắt, chúng ta ngưng lại, chúng ta lại vào cắt cắt chúng ta ghép lại thì chúng ta sẽ có một cái video hoàn chỉnh, được không ạ? Mới đầu thì chắc chắn là mất nhiều thời gian nhưng mà từ từ làm sẽ quen các anh chị nhé. Được không ạ? Các anh chị mình hãy điền form chưa ạ? Các anh chị đã điền form điểm danh chưa ạ? Và hôm nay là có tới tới 5 phần quà đó các chị ơi, tới 5 phần quà. Em không ngờ, em tưởng là chỉ có 3 thôi, nhưng mà không biết là nay nhà cung cấp chơi sang quá, tới 5 phần quà và dành cho có 37 anh chị em có mặt tại phòng Zoom ngày hôm nay thôi. Chắc là các anh chị em đã rời phòng Zoom để đi làm rồi đúng không ạ? Có tới 5 phần quà các anh chị, và chúng ta đã điền form mini game chưa ạ? Các anh chị điền form mini game chưa ạ? Chúng ta sẽ có một đây này ở trên khung chat đã có để em gửi lại cho các anh chị nhé. Ai mà chưa điền thì nhanh chóng điền nha, chỉ có 1 phút để điền thôi các anh chị. Ai mà chưa điền nhanh chóng điền đi, chứ không là mất quà là phí lắm luôn đúng không ạ? Chúng ta có quà chúng ta lại có video ấy, thì cứ có quà là có video, hoặc là có một sản phẩm thôi chúng ta sẽ làm được rất là nhiều video, mỗi một lần một chủ đề khác nhau đúng không ạ? Không phải là chỉ có một cái một lần mà chúng ta nói hết tất cả các công dụng sản phẩm, có thể là một một cái sản phẩm thôi. Hôm nay cái video đầu tiên chúng ta nói về 2 công dụng thôi đúng không ạ? Sau đó hôm sau, cái video hôm sau chúng ta lại nói về thêm 2 công dụng nữa.